Chào mọi người. Sau khi mình đã kết thúc về cái học phần lý thuyết cũng như thực hành về vi điều khiển họ Bic, điển hình là con Bic 16F887 hoặc là con Bic 18F4550, thì đó là những con vi điều khiển là thuộc họ 8 bit. Tức là trong mỗi chu kỳ lệnh thì nó sẽ xử lý một lần là 8 bit dữ liệu. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ qua một cái chuỗi series mới với một con vi điều khiển thuộc họ A. Và điển hình là dòng STM32. Và đây là một con vi điều khiển 32 bit. Tức là trong mỗi chu kỳ lệnh nó sẽ xử lý được là 32 bit dữ liệu. Thì chúng ta thấy là cái tốc độ xử lý của nó như vậy nó sẽ là cao hơn so với những cái vi điều khiển cũ của mình. Và trên thị trường của mình thì có rất là nhiều loại vi điều khiển thuộc họ khác nhau. Chẳng hạn như là AM, ABR8051 hoặc là họ bit của mình. Thì điển hình nhất chính là cái board Arduino của mình với một cái mã nguồn mở và các cộng đồng hỗ trợ thì rất là lớn. Và tuy nhiên chính vì mà cái sự hỗ trợ các thư viện nó khổng lồ như thế đấy thì khó mà chúng ta có thể can thiệp vào sâu bên trong thư viện được. Hoặc có thể là chúng ta khó mà không thể nào mà có thể tự viết lên những cái thư viện. Thường thường chúng ta sẽ không bao giờ mà tự viết thư viện dành cho Arduino tại vì nó có sẵn. Như đó với những cái nhu cầu mà chúng ta cần tìm hiểu về cách thức để chúng ta giao tiếp với các ngoại vi, với các chuẩn truyền thông mong muốn á, thì chúng ta sử dụng Arduino thì nó sẽ không mang lại cho mình một cái hiệu quả cao. Thì do đó chúng ta phải sử dụng một số cái vi điều khiển khác chẳng hạn em để chúng ta có thể tự viết code hay chúng ta tự viết thư viện, chúng ta tự tạo ra những cái file, những cái mã nguồn riêng dành cho mình. Đó thì giúp chúng ta hiểu sâu được bản chất về vi điều khiển hơn. Và AM thì là một cái cấu trúc rất là phổ biến nha, từ là những cái ứng dụng lớn chẳng hạn như là máy tính xách tay, máy trạm hoặc là những ứng dụng thời gian thực như là các hệ thống điều khiển tự động hóa cho đến những cái hệ thống nhúng nhỏ chúng ta, những hệ thống điều khiển này thì nó trải dài ứng dụng thì chúng ta đều có thể sử dụng cái vi điều khiển AM này. Và thì khi chúng ta xét về một cái mặt bằng chung về một cái cấu hình đi, thì khi xét cùng một cái cấu hình thì giá cả của Bic cũng như là ABR thì tương đối sẽ cao hơn so với AM. Và cũng như cái sự hỗ trợ về cái dòng bit của mình á, thì nó sẽ khá là ít. Thì trừ cái dòng mà bit 16 của mình học á, thì nó có nhiều nguồn hỗ trợ, thì còn lại thì đa số là ít. Ha. Còn riêng cái AM này á, thì cộng đồng hỗ trợ nó cũng có khá là lớn. Ha. Nó khá là lớn và một số đặc điểm nổi trội nhân của nó chẳng hạn như là nó là có một cấu hình rất là cao. Ha. Cấu hình cao mà giá của nó thì tương đối là rẻ, nó không phải là quá là đắt đỏ. Cũng như là tốc độ xử lý của nó rất là kinh hoàng luôn. Yeah, tại vì tốc độ xử lý của một số con vi điều khiển của mình lên tới là 72 MHz cho phép chúng ta là một cái tốc độ xử lý rất là cao với những ứng dụng mà đòi hỏi là cái tốc độ truy xuất là gần như là tức thời hoặc là thời gian thực. Đấy, và vi điều khiển AM của mình á thì là nó được ứng dụng rất là nhiều trong lĩnh vực và nó rất là phổ biến. Thì do đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái cấu kiến trúc AM này, hay nó là một cái kiến trúc luôn đó, để chúng ta nghiên cứu và học tập trong cái chuỗi series này. Và thì về triển khai thì cũng như khi chúng ta bắt đầu với những vi điều khiển thì chúng ta đều tìm hiểu về cấu tạo của nó, cấu trúc ngoại vi đều được in sẵn trong datasheet. Và sau đó là mình sẽ đi vào các giao tiếp bên ngoại vi chẳng hạn như là GPIO, ADC, những cấu trúc về timer định thời. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta sẽ nói thêm một số về phần hệ điều hành của cái con AM này, chẳng như là hệ điều hành nhúng thời gian thực, chẳng như là EOS hoặc là RTOS. Nếu như còn thời gian thì chúng ta sẽ nói thêm những cái phần đó để chúng ta có thể hình dung được cái cách mà sử dụng hệ điều hành so với cái cách chúng ta sử dụng cái cấu trúc truyền thống của mình là cấu trúc siêu vòng lặp Y2 á, thì nó khác nhau chỗ nào. Vậy thì triển khai đối với cái nội dung của mình thì tôi sẽ chia ra thành những nội dung nhỏ. Thì đầu tiên mình sẽ có bài thứ nhất á, là bài về tổng quan ha, và bài giới thiệu về phần cứng cũng như là phần mềm. Tại vì chúng ta sẽ có thể là mua trực tiếp luôn cái phần cứng để chúng ta minh họa trực quan hóa được cái chương trình của mình viết ra thay vì là mình mô phỏng dựa trên những cái phần mềm người ta hỗ trợ. Đấy, sau đó chúng ta đi với bài thứ nhất là mình nói về GPIO. GPIO tức là những cái chân vào hoặc là những cái chân ra thực hiện chức năng là nhập và xuất cái dữ liệu. Thì đối với cái chức năng mà nhập xuất dữ liệu đó, thì chúng ta có thể điều khiển các thiết bị chẳng hạn như là đèn LED, LED 7 đoạn. Đó thì phương pháp của mình thứ nhất là phương pháp trực tiếp. Còn khi mà cái số lượng mà các ngoại vi của mình nhiều hơn á mà muốn tiết kiệm được cái số chân của vi điều khiển á thì mình có thể thay vì sử dụng các điều khiển song song, mình có thể sử dụng sang điều khiển nối tiếp hoặc là chúng ta sử dụng một cái phương pháp mới là phương pháp quét. Thì chúng ta sẽ qua bài 2 chính là LED 7 đoạn và LED 14 đoạn nhưng mà chúng ta kết hợp theo phương pháp quét. Bài số 3 là mình sẽ đi vào là GPIO, mình sẽ nói về là điều khiển về nút nhấn. Nút nhấn thì chúng ta sẽ có là nút nhấn nhả, nút nhấn giữ hoặc là bàn phím ma trận, và sau đó chúng ta sẽ nói về cách thức để chúng ta có thể điều khiển được cái màn hình LCD 16x2 hoặc là mở rộng lên 20x4, chúng ta điều khiển nó như thế nào, cách viết thư viện cho nó ra làm sao nhá. Thì chỗ này là số 3 nhé.
Mình tiếp theo mình qua bài số 5, chính là mình đi vào cái cấu trúc ngoại vi đầu tiên của nó là về tham mơ. Thì trong tham mơ của con vi điều khiển của mình á, ha, thì nó có rất là nhiều tham mơ 16 bit cũng có, 24 bit cũng có, thì tùy vào cái con vi điều khiển mình quyết định mình học. Thì mình sẽ là đi sâu vào cái nội dung của nó. Thì vào trong cái chuỗi series này mình tập trung vào cái họ vi điều khiển là STM32F103C6. Họ mình là họ C6, đây là một con vi điều khiển tầm trung. Đó, thì trong bài lab 5 thì mình sẽ tổng quan về các tham mơ của nó cũng như là mình nói về là cái thời gian thực ha. Tại vì bên trong con IC này nó đã tích hợp sẵn một con IC thời gian thực bên trong rồi. Do đó chúng ta sẽ không cần phải là kết hợp thêm một cái module thời gian thực bên ngoài nữa, chẳng hạn như là DS1307. Đấy. Qua bài số 6 là mình cũng đi vào tham mơ nhưng mà mình tiến hành vào cái chế độ là đếm xu ngoại của tham mơ. Bài số 7 là mình đi vào cái chức năng là BVKM, tức là mình điều chế độ rộng xung để mình có thể là điều chỉnh được cái độ sáng dần hoặc là tắt dần của LED hoặc là cũng như động cơ, là bài số 7 này. Bài số 8 là mình đi vào một cái ngoại vi rất là quan trọng, hay học con vi điều khiển nào chúng ta cũng phải nắm vững được, nó chính là bộ chuyển đổi ADC. Tức là mình chuyển đổi từ một cái tín hiệu tương tự ngõ vào ha, để mình thu được một cái tín hiệu số cho vi xử lý nó hiểu và nó làm việc với cái giá trị số đó. Tiếp theo mình qua bài số 9, chính là Direct Memory Access, tức là một cái kết nối từ bộ nhớ tới bộ nhớ, tức là nó sẽ hoạt động độc lập với con CPU của mình, thì nó sẽ ứng dụng trong những cái ngoại vi khác, chẳng hạn như là ADC nha, mình hay viết tắt gọi là DMA á. Thì tới cái phần này tôi sẽ nói cho mọi người hiểu, đó là một trong những cách để chúng ta có thể sử dụng ha, bật chế độ DMA lên để chúng ta sử dụng chức năng ADC nhằm giúp cho cái tốc độ xử lý của mình được nhanh hơn. Bài số 10 thì mình bắt đầu đi vào những cái chuẩn giao tiếp truyền thông mà có hỗ trợ bởi con STM32 của mình. Thì cái chuẩn truyền thông quen thuộc và đơn giản nhất chính là chuẩn truyền thông nối tiếp ORT. Bài số 11 là mình nói về chuẩn truyền thông I2C để mình có thể liên kết I2C với những thiết bị ngoại vi khác, chẳng hạn như là màn hình OLED SSD1306 hoặc là các IC thời gian thực DS1307 nếu chúng ta muốn gắn thêm ở bên ngoài. Tiếp theo mình nói về là cái chuẩn là truyền thông SPI ha. Thì cái chuẩn truyền thông SPI này chúng ta có thể sử dụng với những cái module mà có hỗ trợ về SPI, chẳng hạn như là bộ nhớ EEPROM nối tiếp nè, hoặc là chúng ta kết hợp với là RFID. Bài số 13 là chúng ta sẽ nói về là chuẩn truyền thông one way, là chuẩn truyền thông một dây. Thì điển hình về chuẩn truyền thông một dây này chúng ta sẽ có thể có như là con DHT11 nè, hoặc là con DS18B20. Thì những cái con mà cảm biến đấy thì nó sẽ sử dụng là một dây để nó giao tiếp được với cái vi điều khiển của mình. Tiếp theo mình có bài số 14 là mình nói về là truyền thông Bluetooth, tức là một cách thức mà để chúng ta sử dụng cái con vi điều khiển của mình kết hợp với cái module Bluetooth điều khiển các thiết bị từ xa như thế nào. Và bài số 15 là mình nói về Wi-Fi, là cách cái module STM32 của mình kết hợp với những cái module phát Wi-Fi khác, điển hình như là ESP32 hoặc là ESP8266, cách mà nó có thể thực hiện giao tiếp với nhau để truyền dữ liệu và truyền nhận dựa trên Wi-Fi. Và sau hết những 15 bài này thì chúng ta sẽ có những cái phần khác, nếu chúng ta còn dư thời gian thì mình sẽ bàn về hệ điều hành. Thì chúng ta sẽ đi vào bài đầu tiên. Thứ nhất là mình nói về giới thiệu và phần mềm. Thì mình sẽ nhắc lại một tí về vi điều khiển và vi xử lý. Hình như trên hình mọi người thấy là ở góc bên tay phải của tôi là hình ảnh của bốn con vi xử lý rất là quen thuộc. Thì đầu tiên mình có là cái con gì? Con họ Intel. Nha, con vi xử lý họ Intel là một con xử lý là quen thuộc nhất đối với chúng ta. Nha, nó có hầu hết trong các máy vi tính của ta bây giờ, hiện đại ngày nay. Chẳng hạn như là Core i5, i9, i7. Ngoài ra chúng ta sẽ có một số bộ vi xử lý CPU khác như là Qualcomm Snapdragon 888 trong các điện thoại nè, chẳng hạn như Samsung của mình. Thì ngoài ra mình cũng có một con số con vi xử lý khác, chẳng hạn như là MediaTek hoặc là của họ là AMD. Đấy, thì những cái bộ vi xử lý này là bộ vi xử lý cao cấp ha, nó cho mình tốc độ truy xuất rất là cao và độ chính xác rất là cao, thì nó phù hợp cho với những cái ứng dụng mà chúng ta cần cái tốc độ cao và chính xác, chẳng hạn như là điện thoại nè ha, máy tính bảng, máy tính trạm các kiểu. Thì như vậy mình nhớ lại vi xử lý của mình á, thì nhầm khi mình có thể gọi là nó là một cái CPU, tức là một cái đơn vị xử lý trung tâm. Thì chức năng của nó là gì? Là nó thực hiện các phép toán và điều khiển các hoạt động của hệ thống. Còn khi chúng ta lập trình cho nó thì nó có chức năng là thực hiện từng câu lệnh có trong chương trình. À, thì vi xử lý này sẽ nhận được những cái mã lệnh. À, và việc của nó là gì? Giải mã mã lệnh để làm gì? Thì trong cấu trúc của một vi xử lý chúng ta có thể thấy nó sẽ có một cái bộ ALU. Bộ ALU chính là một cái bộ dùng để tính toán các logic.
thì nó thực hiện các phép toán như là cộng, trừ, nhân, chia, and, or, xnor các kiểu. Đó thì nó có chức năng là nó cộng, trừ hay nó thực hiện những cái mã lệnh đó khi chúng ta có cái lệnh đến. Thôi, chẳng hạn như là phép cộng đi thì nó sẽ cộng, phép trừ thì nó sẽ trừ. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có những cái bộ khác như là bộ giải mã hoặc là bộ mã hóa. Tại vì khi mình có một cái lệnh nào đó chúng ta ra lệnh cho vi xử lý nó làm đi, thì con vi xử lý nó nhận cái mã lệnh đó thì nó phải biết được cái mã lệnh là tương ứng cái lệnh gì, thì thông qua những cái mạch là giải mã. Và sau khi nó biết mã lệnh nó làm gì rồi á thì nó tiến hành lấy dữ liệu. Chẳng hạn như chúng ta có một cái lệnh là cộng giá trị của hai thanh ghi, thì sau khi nó đã biết đó là phép cộng rồi thì việc thực hiện phép cộng sẽ là được tạo nên bởi cái khối là ALU này. Còn việc cái giá trị mà chúng ta đem đi cộng nằm đâu thì nó sẽ nằm vào trong những cái ô nhớ. Đó, nằm trong những cái ô nhớ hay những cái bộ nhớ có trong cái bộ vi vi xử lý của mình. Đó thì nó sẽ lấy những cái giá trị nè, hay những cái giá trị có trong cái ô nhớ này để thực hiện cộng, trừ, nhân, chia. Và sau đó nó trả về kết quả ở những cái đường bus bên ngoài. Thì như vậy cấu trúc chung của một con vi xử lý của mình là như vậy. Đơn thuần là nó chỉ xử lý là các phép toán logic, nên nó là cái đơn vị trung tâm đầu não của một cái bộ vi điều khiển luôn. Đó, thì nói chung là cái tốc độ mà của một cái thiết bị của mình mạnh hay yếu á, thì nó phụ thuộc ha, hầu như là dựa trên cái tốc độ xử lý của cái con là CPU của mình. Đó, thì các vi xử lý của mình á, thì thường nó sẽ có những cái kiến trúc, mình còn nhớ về kiến trúc như là von Neumann hoặc là kiến trúc Haworth không? Đấy, thì đa số thì những cái con vi xử lý ngày nay á, thì nó sẽ dựa trên là kiến trúc Haworth. Ha, còn những cái kiến trúc cũ của mình như là von Neumann á, thì bây giờ nó sẽ ít xử lý ha, nó sẽ ít được sử dụng hơn so với bây giờ. Thì đó là cái lý thuyết về cái con vi xử lý của mình. Nếu mình chỉ có đơn thuần một con vi xử lý thì rất là trống rỗng nha mọi người. Tại vì nếu có vi xử lý mà chúng ta không cung cấp cho nó những cái gì để nó xử lý thì nó chẳng có cái ích nghĩa gì cả. Đó, như vậy bây giờ từ vi xử lý người ta kết hợp thêm những cái ngoại vi khác bên ngoài ha, chẳng hạn như là bộ nhớ nè. Đây ta gắn thêm bộ nhớ, ta gắn thêm các thiết bị như là ADC, timer, counter gắn vào, thì tập hợp những cái đó lại với nhau á, nó tạo thành một cái hệ thống vi xử lý. Và mình hay gọi là gì? Chính là vi điều khiển. Vậy thì trong cấu trúc của một vi điều khiển chúng ta thấy sẽ có thứ nhất là một con vi xử lý. Ha? Con vi xử lý là có chức năng xử lý. Con dữ liệu mà nó có để nó được xử lý là từ đâu, cũng như là kết quả mà sau khi nó xử lý á, nó điều khiển cái gì. Đó, thì lúc này nó sẽ phụ thuộc vào những cái ngoại vi bên ngoài. Thì trong một cái hệ thống vi xử lý á, chúng ta có thể thấy nó sẽ có 3 đường bus dữ liệu. Thứ nhất là gì? Một cái đường màu vàng chỗ này chính là cái đường dữ liệu để nó trao đổi dữ liệu giữa gì? Giữa vi xử lý và những cái thiết bị ngoại vi, chẳng hạn như là bộ nhớ. Đó, những thiết bị ngoại vi bên ngoài hoặc là những thiết bị là tài nguyên bên trong. Đấy, tiếp theo là sẽ có một cái đường bus về để định địa chỉ. Ha, định địa chỉ để chúng ta biết là cái dữ liệu đó sẽ đưa đến bộ nhớ hay là đưa tới thiết bị ngoại vi hay là giao tiếp với những cái tài nguyên bên trong. Đó thì dựa trên những địa chỉ để chúng ta phân biệt ra, ha, phân biệt ra. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái bus là cái bus control, tức là cái bus điều khiển. Tức là cái bus này là vi điều khiển, vi xử lý của mình nè. Ha, sau khi nó tính toán rồi thì nó đã quyết định nó đưa ra những cái lệnh điều khiển cái module nào. Chẳng hạn như điều khiển bộ nhớ lấy giá trị của thanh ghi nào đó, hoặc là điều khiển bật tắt ha, mức logic ở một cái chân nào đó của ngoại vi. Đó, hoặc là điều khiển bật tắt cái khối timer counter gì đó, thì thông qua cái bus là control này ha, nó sẽ điều khiển dữ liệu của mình đến các ngoại vi bên ngoài. Thì tập hợp một cái cấu trúc như thế này nè, đây là một cái cấu trúc của vi điều khiển. Đấy, nhưng mà thật ra là gì? À, vi điều khiển chính là về sự kết hợp giữa vi xử lý với các thiết bị ngoại vi khác bên ngoài để thực hiện là điều khiển những cái ứng dụng nhất định. Thì chẳng hạn như chúng ta thấy bên tay tay phải của chúng ta đi, đây là hai con vi điều khiển của mình. Thì thứ nhất là cái con STM32F103, chính là cái con là mình sẽ nói trong cái bài học của mình. À, ngoài ra chúng ta sẽ có một số con khác như là AT89S52, cũng là một họ vi điều khiển thuộc họ là AT89. Đấy. Thì như vậy chúng ta đã phân biệt được thế nào là vi xử lý cũng như là thế nào là vi điều khiển. Yeah. Tiếp theo là mình sẽ nói về là hệ thống nhúng. Thì hệ thống nhúng chính là một cái sự kết hợp giữa giữa phần cứng và phần mềm. Có nghĩa là gì? À, khi mà chúng ta có một cái hệ thống vi điều khiển, đó, tại vì vi điều khiển có rất là nhiều chân, yeah, thì chúng ta có thể sử dụng vi điều khiển để chúng ta làm nhiều ứng dụng khác nha. Đó, nhưng đối với hệ thống nhúng á, thì nó đòi hỏi thêm một cái số tính chất này là cái tính chất nhỏ gọn và cụ thể. Là vì gì? Hệ thống nhúng thì nó cũng tương tự với một cái hệ thống vi điều khiển, tuy nhiên nó dành cho một cái ứng dụng nhất định. Chẳng hạn như tôi tạo một cái bo nhúng dành cho một cái bếp nướng, một cái bếp điện đi. À, thì cái chức năng của tôi đã định ra, tôi lập trình sẵn chết trong cái con vi điều khiển của bếp điện là là gia nhiệt hoặc là điều khiển các thời gian timer định thời. Đó,
Thì khi tôi đã cấu hình cho nó chức năng là thực hiện công việc là định thời của bếp điện rồi, thì cái bo đó chúng ta chỉ có thể sử dụng cho cái công việc là chúng ta làm bếp điện thôi. Chúng ta không thể lấy cái bo đó để chúng ta thực hiện những cái chức năng khác được. Đó, tại vì đó là một đặc điểm của một cái hệ thống nhúng. Ha, còn chẳng hạn như là cái bo Arduino của mình đi. À, thì chúng ta có thể linh hoạt sử dụng các chức năng của nó bằng cách chúng ta tái lập trình vào trong cái con chip vi điều khiển của nó, con vi xử lý của nó. Còn về những cái ứng dụng mà nó cụ thể ha, đã cụ thể cái chương trình vào trong đó rồi á, thì không thể thay đổi được, thì đó là đặc điểm của một cái hệ thống nhúng. Thì trong hệ thống nhúng á, thì nó sẽ có một sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm. Thì phần cứng của mình chẳng hạn như là mình sẽ có là cái con vi xử lý trung tâm nè, hay con CPU. Đó thì nó có thể giao tiếp với những cái là bột bên ngoài nè, hay những bộ nhớ, hoặc là giao tiếp với những cái nền tảng khác, chẳng hạn như là FPGA hoặc là ASIC. Đó thì nó thu thập những dữ liệu từ cảm biến nè, ha, sau đó nó tiến hành là điều khiển những cái cơ cấu chấp hành, những cái cơ cấu truyền động bên ngoài đấy. Và để mà chúng ta ra lệnh cho nó điều khiển như thế nào, thu thập dữ liệu ra làm sao, liên kết với các ngoại vi như thế nào á, thì chúng ta sẽ điều khiển thông qua là cái phần mềm chúng ta lập trình dành cho cái hệ thống nhúng đó. À, như vậy sự kết hợp giữa phần mềm và hệ thống và phần cứng hay dành cho một cái ứng dụng cụ thể nào đó thì nó tạo thành một cái hệ thống như thế này, thì đây gọi là hệ thống nhúng. Thì các bước mà khi chúng ta thực hiện một hệ thống nhúng á, thì đầu tiên chúng ta có thể thấy bên hình bên tay phải của mình. Đầu tiên là mình sẽ phải lên kế hoạch, tức là mình mong muốn mình phải làm gì ha, mình phải có ý tưởng trong đầu mình là mình sẽ làm gì với cái hệ thống nhúng của mình, là mình muốn xây dựng một cái hệ thống như thế nào, điều khiển ra làm sao. Đó, sau đó mình tiến hành mình phân tích. Như vậy ứng với một cái ứng dụng đó thì mình phân tích mình lựa chọn như thế nào. Đó, mình phân tích về hoạt động, về nguyên lý. Và sau đó mình tiến hành là mình thiết kế. À, mình thiết kế thì mình sẽ lựa chọn vi điều khiển nè, mình lựa chọn ngôn ngữ lập trình, lựa chọn cái thiết bị ngoại vi mình sẽ sử dụng. Và sau đó mình tiến hành là thực hiện ha. Mình tiến hành thực hiện và thực thi thành cái bo nhúng của mình. Đó, và sau đó mình lập trình. Và sau đó thì mình sau khi mình đã kết hợp được cái bo nhúng và cái phần cứng với phần mềm lại với nhau rồi á, thì lúc này mình tiến hành test thử. Ha, mình tiến hành kiểm tra coi cái mạch của mình đã hoạt động đúng hay chưa. Đó, nếu chưa đúng thì chúng ta sẽ quay về lại những cái bước như là phân tích và thiết kế. Còn nếu đúng rồi thì thôi. Ha, thì chúng ta sẽ để đó tích hợp để chúng ta sử dụng. Đó, và sau một thời gian dài chúng ta sử dụng mà chúng ta sẽ có cái gì? Bảo trì. Đúng không? Bảo trì giúp cho bo nhúng của mình nó sẽ hoạt động được lâu dài hơn, tại vì đôi khi chúng ta sử dụng theo thời gian dài á, thì một số cái thiết bị ngoại vi của mình á, nó sẽ bị là ảnh hưởng hay bị nhiễu, và bị nhiễu thì nó sẽ bị ảnh hưởng, hoặc là những cái kết nối nó bị lỏng lẻo á, đó thì nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc của hệ thống. Do đó đòi hỏi chúng ta sẽ có một cái bước là cái bước bảo trì. Đó, và tuy nhiên thì cái sơ đồ này chỉ dành cho những cái hệ thống mà tương đối lớn thôi ha, còn với những cái hệ thống mình chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu học tập thì thường mình sẽ bỏ qua rất là nhiều bước trong đây. Chủ yếu của mình là viết code rồi mình chỉ chạy thôi ha. Vậy mọi người đã hình dung được cái khái niệm về hệ thống nhúng. Tiếp theo là mình sẽ nhắc lại một tí về kiến trúc của máy tính. Thì như chúng ta đã biết là gì, máy tính của mình á, hay nó làm việc dựa trên các mã nhị phân 0 1, tức là các bit 0 1 sẽ là các bit để điều khiển được máy tính, là máy tính nó chỉ hiểu được những cái lệnh dưới dạng là 0 1 thôi. Còn khi chúng ta chẳng hạn chúng ta nói là set trig hoặc là output gì đó thì nó hoàn toàn không hiểu. Đó chỉ là những cái ngôn ngữ cấp cao mà giúp cho chúng ta hiểu thôi. Đó. Và về cấu trúc khi chúng ta xây dựng một cái con là con vi xử lý đi, hay CPU hoặc là MCU á, thì chúng ta phải dựa trên đó, những cái cấu trúc như thế nào. Thì thường người ta sẽ xử lý theo cái dạng là phân tầng. Ha, thì chẳng hạn như mọi người nhìn một cái sơ đồ, ha, một cái sơ đồ tầng ở bên tay phải của tôi. Thì cái sơ đồ này chúng ta gồm có là 7 tầng. Ha, và khi người ta thiết kế một con CPU hay là một con MCU là con vi điều khiển á, thì người ta luôn luôn bắt đầu từ cái tầng level 2 này nè. Chính là cái tầng mã máy. Tại sao? Tại tầng này nó chứa là những cái tập lệnh chỉ dẫn. Tại vì khi chúng ta muốn thiết kế một con CPU rồi, chúng ta phải biết được con CPU của mình nó gồm có những cái lệnh gì. Ha, chẳng hạn như con CPU của tôi nó thiên về âm thanh, hoặc là nó chuyên về đồ họa, hoặc là nó chuyên về xử lý tốc độ cao, tốc độ thấp, nó gồm có những cái lệnh như thế nào thì chúng ta phải liệt kê ra hết những cái lệnh ha, những cái tập lệnh mà con CPU của mình nó có thể làm được. Đó, thì cái bước này người ta gọi là cái bước là mã máy ha, thì chúng ta sẽ làm dựa trên là những cái hợp ngữ của chúng ta. Đấy, chẳng hạn như tôi quy định đi, cái mã là 0 0 0 0 1. Đó là cái lệnh mà tôi sẽ thực hiện là phép toán cộng. Như vậy thì lúc này cái nhiệm vụ của tôi là gì? Tôi chẳng hạn như là 0 0 0 1 là phép cộng. Rồi sau đó tôi sẽ đặt tên cho từng cái lệnh nữa, chẳng hạn nó có phép trừ, phép nhân, phép chia. À, như vậy với mỗi cái phép nhân, cộng, trừ, nhân, chia đó tôi sẽ đặt tên cho nó với một cái mã lệnh khác nhau.
thì tập hợp tất cả những cái mã lệnh có thể có với nhau, nó tạo thành là một cái gì, cái ngôn ngữ máy, một cái tập lệnh chỉ dẫn dành cho cái con CPU của mình. Và sau khi mình đã triển khai được cái con CPU của mình á, là nó có những cái lệnh gì rồi, thì mình tiến hành mình dựa trên cái những cái tập lệnh này nè để mình tạo ra những cái mạch điện, những cái mạch logic số cho nó. Đây là cái tầng nằm, cái tầng bên dưới cùng nè. Thì mọi người chú ý nha, những cái tầng từ level 0 cho đến level 2 của mình nó thiên về phần cứng, được không? Còn từ 3 đến 6 của mình nó sẽ thiên về phần mềm. Đó, như vậy cái tầng 0 của mình chính là cái nền, là lúc này nó chỉ có là gì? À, là một là cổng logic, hai là những đường dây điện kết nối lại với nhau, kết nối với những cổng logic thì nó tạo thành một cái mảng thô như thế này. Và những cái mảng logic này nè, nó có thể là mạch gì? Mạch cộng, mạch trừ, mạch nhân, mạch chia, mạch ALU. Đó thì người ta sẽ kết nối với nhau ha, để tạo thành những cái mạch logic như thế này, nó thực hiện một cái chức năng nào đó nhất định. Chẳng hạn như tôi quy định 0001 là con vi xử lý của tôi, nó sẽ làm phép toán là cộng. Như vậy tôi sẽ làm cách nào đó đó để tôi thiết kế được một cái mạch là một cái mạch cộng tương ứng với cái mã tôi đưa vào là 0001. Đó, và bản thân cái thằng này thì chả có ý nghĩa gì cả khi nó đứng một mình. Tại vì bản thân của nó là sẽ không có biết là khi nào nó phải thực hiện phép toán cộng, khi nào phải thực hiện phép toán nhân. Mình có thể hình dung một cách đơn giản như thế này nè. Chẳng hạn như chúng ta mua một con vi xử lý về, hay mình mua một cái xét vi xử lý về. Đó, đồng thời nhà sản xuất cho chúng ta một cái data sheet. Thì chúng ta có thể hình dung được con vi xử lý của mình nó chính là gì? À, nó chính là cái tầng cuối cùng của mình nè, là cái tầng mà logic số của mình, nó chỉ là một cái mạch số thôi. Như vậy nếu chỉ đơn thuần là có một cái con vi xử lý không á, thì chúng ta hoàn toàn không làm gì được cả. Thì chúng ta đâu có biết nó hoạt động như thế nào đâu. Thì do đó chúng ta phải dựa trên cái data sheet của người ta đưa ra, mình biết cái con vi xử lý người ta sản xuất này nè, cái tập lệnh của nó ra làm sao. Để nó thực hiện được chức năng đó thì phải dựa trên mã nhị phân như thế nào. Thì đòi hỏi là phải có một cái gì đó trung gian ha, để giúp cho con vi điều khiển mình hiểu được những cái lệnh đó để nó làm được. Thì từ đó mà tạo ra một cái tầng ở giữa chính là level 1, là cái tầng control. Đó, thì nó có thể là gì? À, nó có chức năng là gì? Nó nhận những cái mã lệnh ha, những mã lệnh từ tầng 2 này nè. Đó, sau đó nó chi phối cho những cái mạch logic này. Tại vì bản thân cái mạch logic này nó đâu có hiểu là cái mã nhị phân đó là tôi sẽ làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì đâu. Thì đó cần phải có một cái là cái tầng trung gian để chi phối, chính là cái tầng số 1 của mình là tầng control. Thì nó có nhiệm vụ ha, là lấy những cái mã lệnh có từ cái tầng 2 này, cái tầng mã máy này nè. Đó, sau đó nó tính toán, nó giải mã để nó coi thử cái lệnh đó là cái lệnh gì. Và sau khi nó biết lệnh nó lệnh gì rồi thì nó tiến hành nó chia cho những cái mạch logic này đi làm công việc để tương ứng cái lệnh đó. Đó, và cái tầng chúng ta chú ý nè, cái level 0 của mình á, thì cái mạch logic số của mình hoàn toàn là phần cứng. Tại vì nó chỉ là những cổng logic kết nối với nhau thông qua các transistor CMOS các kiểu. Đó thì nó là cái phần cứng luôn ha, phần cứng thuần. Còn về cái tầng điều khiển của mình á, thì lúc này mọi người nhìn là nó có thể là microcode hoặc là hardware. Đó thì nó có thể là gì, phần cứng hoặc là một cái vi chương trình. Đó, phần cứng là gì? Nếu như cái phần điều khiển của tôi á, hay cái tầng điều khiển của tôi được tạo nên từ những cái phần cứng á, thì lúc này cấu trúc của tôi là cấu trúc phần cứng. Còn nếu như tôi dùng những cái chương trình nhỏ bên trong ha, để tôi cấu tạo nên cái tầng control này, để tôi điều khiển cái tầng cuối cùng dưới đây nè, đó thì lúc này tôi sử dụng cấu trúc là vi chương trình. Đó, như vậy thì cái tầng mà control của mình thì ngoài cái việc nó là phần cứng ra thì nó cũng có thể là phần mềm luôn, tùy cách người ta sử dụng. Đó, thì nó sẽ có một cái số nhược điểm và ưu điểm riêng. Chẳng hạn đi, nếu chúng ta sử dụng cái cấu trúc là vi chương trình đi, đó thì chúng ta sẽ tạo ra những cái chương trình nhỏ ha, chúng ta nhúng vào trong những cái phần tầng logic số này. Thì những cái vi chương trình á, thì đặc điểm của nó là chạy rất là chậm. Mọi chú ý nha, tốc độ nó chạy rất là chậm so với cái phần cứng. Tại vì nếu chúng ta sử dụng cấu trúc là phần cứng á, thì nó chạy rất là nhanh, trong khi sử dụng vi chương trình là chậm. Thì tuy nhiên tùy cái cấu trúc mà cái nhà sản xuất CPU người ta sử dụng á, người ta phù hợp với cấu trúc nào thì người ta sẽ sử dụng với cái cấu trúc đó. Và trong cái cấu trúc về phần cứng này nè, thì chúng ta sẽ có những cái tập lệnh ha, những cái tập lệnh để chúng ta có thể điều khiển và chỉ dẫn được dành cho cái mạch logic này. Thì chúng ta có từng nghe qua về cái tập lệnh RIC và tập lệnh SIG chưa? Tập lệnh RIC nè ha, hoặc là cái tập lệnh SIG. Thì đây là hai cái tập lệnh mà phổ biến để chúng ta có thể sử dụng là cái tầng là control. Đấy, thì một cái tập lệnh là RIC với cái chữ R nghĩa là reduce, tức là làm tối giản đi ha. Thì cái cấu trúc của cái tập lệnh RIC là những câu lệnh được tối giản đi đến mức có thể. Đó, do đó cái tập lệnh RIC được sử dụng khá là phổ biến trong ngày hôm nay. Ha, ngày nay thì cấu trúc của CPU của mình thì thường nó sẽ đi vào cái tập lệnh là tập lệnh RIC. Còn tập lệnh về SIG á, tức là complex á, thì lúc này cái sự phức tạp nó tăng lên. Hay nó tăng lên rất là nhiều so với cái tập lệnh RIC, do đó ngày nay nó ít sử dụng cái tập lệnh SIG này. Tuy nhiên vẫn còn nha, vẫn còn một số vi điều khiển sử dụng tập lệnh SIG, chẳng hạn như là cái con 8051. Ha, con 8051 thì nó vẫn còn cái sử dụng là cái tập lệnh SIG này để nó
xây dựng nên những cái CPU dành cho nó. Ok ha. Rồi, như vậy là mình đã biết được 3 tầng là tầng 0, tầng 1, tầng 2. Thì 3 tầng này là 3 tầng là thiên về là cái phần cứng của mình. Đó, trong đó tầng 2 của mình chính là tầng cái ngôn ngữ máy, là cái ngôn ngữ mà máy hiểu, mình hoàn toàn không hiểu. Còn nếu mình cố gắng hiểu thì vẫn hiểu đó, nhưng mà sẽ rất là dài dòng. Ví dụ như mọi người nhìn nha. À, đây. Chúng ta có một cái lệnh là một cái lệnh dừng đi ha, một cái lệnh dừng. Đó, thì lúc này được mô tả bằng cái dãy nhịp phân dài như thế này. Đó, thì khi chúng ta muốn biết cái máy mình nó muốn hiểu cái lệnh là lệnh dừng á, thì chúng ta phải cung cấp cho nó một cái mã nhịp phân dài như thế này thì nó mới hiểu là dừng. Còn đối với mình thì chưa chắc gì mình đã hiểu. Thì mình đâu có biết là đối với cái mã nhịp phân đó trong trường hợp đó nó là gì đâu. Đã, vậy đó cái ngôn ngữ này là mình không có thể hiểu được. Như đó bắt buộc người ta phải cải tiến, người ta nâng cấp lên thành những cái ngôn ngữ khác mà mình có thể hiểu được. Từ đó mà tạo thành cái ngôn ngữ ở level 3 chính là cái gì? Phần mềm hệ thống. Thì phần mềm hệ thống này thì nó có chức năng nó quản lý những cái tập lệnh này. Được không? Những cái tập lệnh này là những tập lệnh rời rạc nè. Ha, chẳng hạn như tôi có một cái tập lệnh chẳng hạn như tôi có ba cái lệnh rời rạc như thế này. Tôi ví dụ nha, ba lệnh rời rạc này thực hiện ba công việc riêng. Chẳng hạn như lệnh đầu là lấy ô nhớ A chuyển vào ô nhớ B, lệnh thứ hai lấy ô nhớ B cộng cho C, lệnh thứ ba lấy C gắn về A gì đó đi. Ha, thì tập hợp ba cái lệnh nhỏ này nè, nó tạo thành một cái lệnh lớn hơn. Thì cái lệnh lớn hơn này nè, nó mới thực hiện công việc là phép toán cộng. Chẳng hạn đi, một công việc là phép toán cộng thì nó là sự kết hợp giữa ba cái lệnh nhỏ bên trong. Đó thì việc tạo nên những phép toán cộng, trừ, nhân, chia từ những cái lệnh nhỏ này nè. Đó thì nó tạo thành những cái gì? Những cái thư viện hoặc là những cái hệ điều hành thì nó phân chia công việc ra dành cho con CPU của mình. Đó thì cái tầng đó chính là cái tầng số 3 ha, là tầng phần mềm hệ thống. Đó, thì nó có nhiệm vụ là nó tạo nên những cái tập lệnh ha, những tập lệnh phức tạp hơn từ những cái tập lệnh là nhỏ hơn. Rồi, sau đó mình mới nâng cấp lên thành một cái level số 4 chính là cái ngôn ngữ hợp ngữ. Thì hợp ngữ thì ngày nay vẫn còn sử dụng. Một số vi điều khiển nó vẫn còn sử dụng cái chức năng mà lập trình hợp ngữ, chẳng hạn như là AVR 8051 à, nó vẫn còn sử dụng cái hợp ngữ. Thì hợp ngữ ví dụ tôi có một cái lệnh là subtract ha, thôi lấy add này luôn đi, add R1 phẩy R2. Ví dụ đây là một cái câu lệnh trong hợp ngữ thì mình nhìn câu lệnh này mình hiểu được không? Mình vẫn có thể hiểu. Tại vì hợp ngữ là những cái ngôn ngữ quen thuộc với con người mình. Đó, như vậy add là tôi biết đây là cái lệnh cộng. Thì thực hiện công việc là gì? A, lấy R1 cộng R2. Sau đó giá trị là lưu về lại cho R1. Vậy sau khi đây chính là một cái lệnh hợp ngữ nè. Được không? Thay vì chúng ta dùng một cái mã lệnh dài thòn như thế này, toàn là những mã nhị phân. Đó, thì lúc này chúng ta không hiểu, nhưng máy tính hiểu. Bây giờ chúng ta gom những cái lệnh này, chúng ta đặt cho nó một thành một cái nhãn riêng đi. Đó, chúng ta đưa về một cái lệnh hợp ngữ như là add R1, R2. Chúng ta nhìn là chúng ta biết liền cái lệnh này là lệnh gì. Chính là lệnh lấy R1 cộng R2 và gán lại cho R1. Đó, như vậy từ đó nó sinh ra một cái lệnh là tập lệnh hợp ngữ. Ha, và một số vi điều khiển ngày nay nó vẫn còn sử dụng cái cấu trúc này. Và tuy nhiên người ta thấy rằng á, thì cái ngôn ngữ này là mặc dù mình vẫn hiểu đó, nhưng mà nó vẫn còn phô khan quá, khó nhớ quá, khó hình dung. Thì từ đó người ta lấy cái hợp ngữ này nè, người ta nâng cấp lên thành những cái ngôn ngữ cấp cao. Thì từ đó mình có cái level 5 của mình chính là cái ngôn ngữ cấp cao. Thì ngôn ngữ cấp cao chẳng hạn chúng ta có là C cộng cộng nè, Java nè, Fortran nè. Đây là những cái ngôn ngữ cấp cao của mình. Như vậy từ cái lệnh add R1, R2 này chúng ta hoàn toàn có thể viết được trong ngôn ngữ cấp cao của mình là gì mọi người. Ví dụ đi, R bằng R, R1 bằng R1 cộng R2. Thì có phải bình thường mình lập trình C mình hay có cái lệnh là x bằng x cộng y, tức là lấy x cộng y xong gán lại giá trị để cho x. Thì có phải lúc này là từ những cái lệnh hợp ngữ là add gì đó, mình đưa về những cái lệnh mà con người mình có thể hiểu được chưa? Đúng không? Bây giờ mình ghi là R1 bằng R1 cộng R2 thì lúc này rõ ràng nó còn dễ hiểu hơn là mình sử dụng hợp ngữ là add R1 R2 nữa. Do đó những cái ngôn ngữ mà càng cao á, thì nó sẽ càng thân thuộc lại hơn với con người. Người chú ý nha, ngôn ngữ mà cấp càng cao thì càng thân thuộc với con người, tức là con người sẽ càng dễ hiểu. Mà con người càng dễ hiểu thì máy tính nó sẽ càng khó hiểu. Đó, tại vì sao con người càng hiểu thì máy tính sẽ càng khó hiểu thôi. Chẳng hạn như cái này đi, mình đưa cho máy tính lập trình dưới dạng nhị phân như thế này, máy tính sẽ rất là dễ hiểu luôn, nhưng mình không hiểu gì hết. Trong khi mình sử dụng cấp cao đi ha, thì mình hiểu đó, nhưng máy tính nó đâu có biết là R1 bằng R1 cộng R2 là cái gì đâu. Do đó sẽ có những cái gì? À, những cái trình gọi là trình biên dịch để nó đưa những cái cấp cao này nè về lại cấp thấp. Đã từ đó sinh ra những cái chương trình compiler đó mọi người. Ha, chẳng hạn như tôi có một cái chương trình C. Đó, bình thường mình viết chương trình C là x bằng x cộng y nè, setup boy say chốt nè, đúng không? Thì từ những cái câu lệnh đó đó mình phải tiến hành compile để nó làm gì? À, nó giảm cấp lên, nó dịch cái câu lệnh này nè ra cái gì dưới dạng hợp ngữ một cái.
À, ví dụ nó dịch cái câu lệnh R1 bằng R1 cộng R2 này về câu lệnh là add R1 R2. Rồi từ R1 R2 này nè, nên nó tiến hành đi qua những cái bộ giải hợp ngữ, tức là nó đi biên dịch lần nữa đó để nó đưa về hoàn toàn về cái mã nhị phân thôi. Đó, đến khi mà chỉ còn mã nhị phân thôi, lúc này là máy tính có thể hiểu là chúng ta nạp chương trình cho máy tính là dưới dạng là file head của mọi người đó. Đấy thì file head của mình hoặc là những cái file bin của mình chính là những cái file chứa nội dung như thế này. Ok ha. Thì những cái file mà chứa nội dung như thế này là những cái file mà máy tính nó sẽ hiểu. Khi chúng ta nạp chương trình cho CPU, cho vi điều khiển á, thì chúng sẽ nạp dưới dạng là file này. Chứ không thể nào mà chúng ta dùng trực tiếp cái file C ha, code của chúng ta cấp cao mà chúng ta nạp cho vi điều khiển á, đâu có hiểu được. Đó, giờ đó chúng ta sẽ có những cái bước là chúng ta biên dịch, chúng ta nạp file head là như vậy. Rồi, và người ta thấy rằng là gì? Cái level 5 của mình là sử dụng ngôn ngữ cấp cao của mình á. Đó, nó vẫn còn là gì? Vẫn còn khó hiểu. Người ta vẫn muốn nâng cấp và người ta cải tiến nó hơn, thì người ta sẽ sử dụng cái level 6. Đó, thì level 6 là level dành cho người dùng. Không? Level người dùng này gồm có những cái gì? À, là những cái chương trình ha, dành cho thực thi, dành cho con người. Ví dụ đi, những cái ngôn ngữ mà cấp cao hơn nữa đi. Chẳng hạn như mình có những cái chương trình như là Word nè, B++ nè, hoặc là Excel nè. Đó, thì những cái ứng dụng là những cái ứng dụng gì? À, những cái ứng dụng là cấp cao, dành riêng cho con người, dành cho một ứng dụng cụ thể. Ví dụ như mọi người dùng cái PowerPoint, mọi người vẽ một cái graph nào đó ra đi, chẳng hạn như mọi người insert một cái shape, chẳng hạn như là hình tròn, hình vuông, hình tam giác, thì mọi người chỉ cần cầm kéo thả thôi. Ví dụ tôi muốn vẽ hình tròn, tôi chọn vào cái circle, tôi kéo cái hình tròn ra. Đó, tôi muốn vẽ hình vuông thì tôi chọn cái square, tôi lấy cái hình vuông ra. Đó, tôi muốn kích thước nó bự hay nhỏ, tôi cầm, tôi kéo, tôi zoom ra, tôi zoom vào thôi. Chứ tôi có phải là tôi viết cái chương trình dành cho cái hình tròn là tôi viết cái chương trình dành cho hình vuông, chẳng hạn như là mình học về GLCD trong con bit á. Đó, mình đâu có phải là mình dùng những cái lệnh mà GLCD mà vẽ cái hình tròn raw, circle, square gì đâu, đúng không? Đó, mình hoàn toàn không lập trình, mình chỉ dùng những cái khối tay mà mình kéo nó ra để mình lập trình. Đó, thì đó là cái tầng cao nhất của mình, chính là cái tầng số 7 nè, level 6. Hay là những cái chương trình là dành cho người dùng của mình vận hành. Đó là những chương trình cấp cao. Như vậy chúng ta hình dung được đây là cái 7 cái tầng nha. 7 cái tầng khi chúng ta thiết kế là một cái kiến trúc máy tính của mình sẽ có 7 tầng như thế này. Cũng như khi chúng ta thiết kế một cái con CPU á, hay một cái chương trình dành cho máy tính, thì nó cũng dựa trên 7 cái tầng này. Ở trong đó cái tầng mà cơ bản, cái tầng nền tảng nhất để khi chúng ta bắt đầu thiết kế một con CPU chính là cái tầng số 2, là cái tầng ngôn ngữ máy. Để chúng ta đưa ra được cái tập lệnh có trong con CPU đó là tập lệnh gì. Từ đó chúng ta triển khai thành cái mạch logic. Đó, cái mạch này sẽ thực hiện tất cả những cái tập lệnh có trong cái gì, cái ngôn ngữ mình đề ra. Mà tuy nhiên bản thân mạch điện thì nó sẽ không có hiểu, do đó cần một cái tầng trung gian để lúc giúp làm gì, nó giúp lấy cái mã ha. Sau khi nó nhận được cái mã, nó biên dịch, nó giải mã, thì nó biết cái lệnh nó làm cái gì, làm cái gì. Thì từ đó mình có cái tầng ở giữa, chính là cái tầng gì, tầng điều khiển. Và tầng điều khiển này có thể là gì, là vi chương trình hoặc là những cái đường phần cứng của mình đó. Và việc quản lý những cái lệnh của mình nó chạy như thế nào, chạy tuần tự hay là chạy riêng hay là chạy song song á, thì chúng ta sẽ có cái tầng số 3, chính là tầng gì, phần mềm hệ thống. Nó gồm có những hệ điều hành hoặc là những cái chương trình thư viện ha, những cái thư viện dành cho chương trình của mình đó. Và sau khi chúng ta có đầy đủ những tập lệnh này rồi, thì chúng ta sẽ tạo nên những cái ngôn ngữ, chẳng hạn như là ngôn ngữ hợp ngữ, là cái ngôn ngữ cơ bản nhất đó, ngày nay vẫn còn một sử dụng ở một số vi điều khiển. Đây là cái ngôn ngữ hợp ngữ. Và hợp ngữ này thì rất là khó ha, khó nhớ cho mình. Từ đó ta tạo nên những ngôn ngữ cấp cao hơn, chẳng hạn như là ngôn ngữ C, Java. Và cao cấp hơn nữa là những cái ngôn ngữ mang tính chất trực quan hơn ha, những cái trực quan hơn nữa dành cho cái con người mình, chẳng hạn như là Word nè, PPT, tức là PowerPoint, hoặc là Excel. Đó, chúng ta chỉ thực hiện lập trình bằng cách là kéo thả những cái khối lại với nhau thôi, nó còn đơn giản hơn nữa. Đó, và việc chuyển đổi từ ngôn ngữ cấp cao về lại cấp thấp, về lại cái ngôn ngữ mã máy này nè, thì thông qua những cái trình biên dịch, những cái trình giải hợp ngữ ha, để nó đưa về cái ngôn ngữ cơ bản nhất của máy tính để nó hiểu. Thì mình hiểu càng cao thì máy tính nó hiểu lại càng thấp. Thì mọi người đã nắm được về cái kiến trúc máy tính rồi ha. Mình đi qua phần tiếp theo. Đây, thì như nãy tôi nói nè, mình có hai kiến trúc nè, kiến trúc thứ nhất là kiến trúc sheet và thứ hai là kiến trúc brick. Thì đối với kiến trúc SIG á, thì nó vẫn còn là complex, do đó là cái cấu trúc, cái chương trình điều khiển của nó thì nó sẽ khá là phức tạp, nên nó trải qua nhiều giai đoạn trung gian, chẳng hạn như là những cái vi chương trình nè ha, những cái vương chương trình điều khiển bộ nhớ nè, những cái đơn vị điều khiển nè, những cái đường chỉ dẫn nè, và cuối cùng là bộ nhớ điện, bộ nhớ két đó. Còn trong cấu trúc về một cấu trúc RIC á, là những cấu trúc reduce, tức là nó đơn giản hơn rồi,
thì lúc này mọi người thấy một cái sơ đồ nó sẽ khác đi một tí ha. Nó sẽ có một cái đường kết nối trực tiếp từ cái chỉ dẫn này ha, từ bộ nhớ chỉ dẫn đã liên kết với cái bộ nhớ mình luôn. Đó, thì cái cấu trúc này bây giờ là sẽ được sử dụng rất là nhiều ha. Đó, còn cấu trúc sheet của mình thì ít sử dụng, tuy nhiên nó vẫn còn chứ không phải là không có. Rồi, tiếp theo là mình đi vào cái việc mà mình lựa chọn ngôn ngữ lập trình. Thì như hồi nãy tôi đã nói thì ngôn ngữ lập trình của mình nó sẽ gồm có những cái cấp, chẳng hạn như là ngôn ngữ cấp thấp. Ngôn ngữ cấp thấp của mình gồm có là mã nhị phân hay gọi là ngôn ngữ máy, là những cái lệnh là 01 01 01 10, cho như một cái lệnh dài như vậy là cộng. Đó. Thì từ đó mình sẽ có cái ngôn ngữ là cấp cao. Cấp cao chẳng hạn là ngôn ngữ Pascal nè, Python nè, Java nè, Cobol nè ha, là những cái ngôn ngữ mình lập trình mà với cấp cao, là những ngôn ngữ rất là gần gũi với con người của mình. Đó, nó rất là dễ hiểu luôn. Nhưng mà chính vì vậy thì máy tính sẽ càng khó hiểu. À, và một cái ngôn ngữ trung gian ha, nằm ở giữa, chính là cái ngôn ngữ với cấp trung gian ở giữa nè, thì mình có là hợp ngữ nè. Đó, hợp ngữ hoặc là cái ngôn ngữ C, C cộng cộng của mình nó cũng thuộc về cái ngôn ngữ về trung gian. Ha, tại vì C của mình nó chưa hẳn là cao nhưng mà nó cũng không phải là thấp. Nó là một cái ngôn ngữ trung gian. Như vậy tại sao chúng ta gọi ngôn ngữ C là cái ngôn ngữ trung gian? Thì cái ngôn ngữ trung gian của mình thì nó sẽ là gì? Nó mang những tính chất của ngôn ngữ cấp thấp và nó cũng mang những tính chất của cái ngôn ngữ cấp cao. Vậy mang tính chất của ngôn ngữ cấp thấp là gì? Là nó hoàn toàn có thể truy xuất được phần cứng bất kỳ. Có phải khi mọi người sử dụng Big C để mọi người lập trình cho con Big 16 F887 gì đi, mọi người muốn cho một cái chân con vi điều khiển này lên mức cao, mọi người chỉ cần là output 2, hoặc cho nó muốn xuống mức thấp, mọi người là output gì? Output low. Hoàn toàn có thể điều khiển được bất kỳ chân của con vi điều khiển nào bằng cách là mình dùng ngôn ngữ C để mình điều khiển nó trực tiếp. Đó là cách chúng ta truy xuất phần cứng. Còn đối với những ngôn ngữ cấp cao chẳng hạn như là Java nè hoặc là Python nè, thì nó không cho phép chúng ta truy xuất trực tiếp như vậy. Đó, nó vẫn truy xuất được nghe nhưng nó phải thông qua những cái phần là điều khiển gián tiếp, hay nó phải điều khiển gián tiếp chứ nó không thể nào mà điều khiển trực tiếp được như ngôn ngữ C của mình. Chính vì vậy người ta nói C của mình là một cái ngôn ngữ nằm trung gian giữa mức cao và mức thấp. Đó, tại vì mức cao đó là chính là gì mọi người? Chính là nó có những cái thư viện nè, những cái hàm nè. Đúng không? Người ta có thư viện dành cho C nè. Đó, những cái hàm người ta viết sẵn dành cho thư viện khi mọi người mình dùng một con vi điều khiển nào đi, thì mình sẽ có thường những viết câu lệnh, những cái tập lệnh chẳng như là LCD, GoToSe các kiểu. Đó thì nó là kế thừa đó những cái ha, những cái hiệu quả của cái ngôn ngữ cấp cao. Đồng thời nó vẫn có thể truy xuất được phần cứng bất kỳ ở chỗ nào luôn. Đó thì đó là cái những cái đặc điểm của ngôn ngữ cấp thấp. Chính vì vậy người ta sẽ sử dụng cái ngôn ngữ C là cái ngôn ngữ lập trình phổ biến trong các vi điều khiển của mình. Đấy. Thì như mình thấy nè, đây hai chẳng hạn đây là cái ngôn ngữ cấp cao đi, thì chỉ có con người mình có thể hiểu thôi. Máy tính nó không có hiểu. Còn đối với cái ngôn ngữ mà cấp thấp nè, đó thì lúc này chỉ có cái máy nó hiểu thôi, mình đâu có hiểu được. Nếu còn nếu mình muốn hiểu thì mình cũng phải sao? Mất thời gian để mình coi cái lệnh nó làm gì, làm gì, làm gì, làm gì. Đó, nhưng mà việc chuyển đổi của mình từ ngôn ngữ cấp cao về ngôn ngữ cấp thấp á, thì mình sẽ có những cái trình là trình biên dịch. Ha, tức là sẽ chuyển đổi nè, có thể chuyển đổi từ cái ngôn ngữ cấp cao nè về lại cấp thấp hoặc là gì? Hoặc là ngược lại, từ cấp thấp lên lại cấp cao. Đó thì nó sẽ có những cái trình để chúng ta chuyển dịch ha. Những cái trình biên dịch, những cái trình mà chúng ta biên dịch đó để cho nó chuyển đổi giữa các ngôn ngữ với nhau cho nó phù hợp. Và cái ngôn ngữ C của mình thì nó sẽ độc lập với vi điều khiển. Vì sao tôi nói nó độc lập với vi điều khiển? Tại vì mọi người biết như nè, khi chúng ta lập trình cho một con này đó thuộc họ, chẳng hạn như con bit đi, mọi người lập trình được cho một họ đó thì mọi người hoàn toàn có thể lập trình được cho những cái họ khác thuộc cái dòng đó luôn. Đó, và cái ngôn ngữ C của mình á, thì hoàn toàn linh hoạt. Chẳng như một cái câu lệnh là output 2, output low gì đi, thì nó tập hợp từ các mã lệnh hợp ngữ như thế nào đó. Thì đối với vi điều khiển này á, mình sử dụng rồi thì mình chỉ sử dụng cái vi điều khiển khác mình cũng làm y chang như vậy luôn. Còn nếu như mọi người sử dụng hợp ngữ nha thì chưa chắc gì đã được chuyển đổi như vậy. Chẳng hạn như con vi điều khiển A đi, nó sử dụng hợp ngữ với cấu trúc của nó là ABC. Nhưng mình chuyển qua con vi điều khiển mới á, thì cấu trúc nó lại là BCD, nó lại ngược lại hoặc nó khác hoàn toàn đi. Thì lúc này mình không thể nào mà sử dụng cái ngôn ngữ hợp ngữ để mình cố định cho một vi điều khiển được. Đó, tại vì nó lệ thuộc vào một con vi điều khiển nhất định, nó sẽ có một cái tập lệnh hợp ngữ nó riêng. Còn riêng C nó rất là linh hoạt mọi người ha. Mọi người lập trình cho con nào cũng được hết. Chính vì vậy C người ta sử dụng rất là nhiều. Tiếp theo là cái ngôn ngữ C là một ngôn ngữ là phổ biến. À, nó là phổ biến và nó tồn tại rất là lâu đời rồi mọi người. Hay nó tồn tại ngôn ngữ C này của lịch sử nó tồn tại rất là lâu đời. Chính vì vậy mà những cái trình biên dịch mà hỗ trợ cho nó rất là nhiều luôn. Big C của mình là một cái điển hình để chúng ta trình biên dịch cho nó này. Hoặc là mình sẽ có là em tôi không nhớ rõ cái từ như MXPLAT hay gì đấy. Đó nó cũng là một số cái phương trình, một số cái chương trình nha, nó hỗ trợ cho việc mình là biên dịch cái ngôn ngữ C này. Đó, và đơn giản nó dễ hiểu. Thì hầu như C thì ai cũng hiểu mà. Ha, những câu lệnh của nó mình chịu khó mình học thì mình sẽ hiểu thôi.
nó không phải là quá nhức đầu rắc rối như là cái ngôn ngữ hợp ngữ hoặc là những cái ngôn ngữ máy. Rồi như việc lựa chọn ngôn ngữ trong cái chuỗi series của mình á, trong bài học của mình á, thì mình sẽ sử dụng là cái ngôn ngữ C. Tiếp theo về việc lựa chọn vi điều khiển, thì tại sao tôi lại sử dụng cái vi điều khiển mà AM này? Thì mình nhớ lại trên thị trường của mình nha, trên thị trường của mình về các máy tính á, hay các máy tính xách tay, máy tính bảng, laptop, máy trạm gì đi đó, thì cái cấu trúc mà dành cho cái máy tính mà phổ biến nhất, mọi người biết cấu trúc gì không? Thường nó sẽ là cấu trúc AM. Ngoài ra sẽ có những cấu trúc mình thường thấy chính là cấu trúc x86. Cái này mình thấy quen thuộc không mọi người? Cấu trúc x86 là một cấu trúc rất là quen thuộc. Mỗi lần mình mở cái ổ đĩa C lên nha, mình sẽ thấy một cái folder tên là RAM file 86. Thì x86 này chính là nó nói về cái cấu trúc cái con CPU được sử dụng có trong cái máy tính của mình. Thì những cái công ty mà lớn này, hay những công ty chuyên về cấu trúc x86 nổi tiếng nhất chính là công ty gì? Công ty Intel. Ha, những cái công việc xử lý của nó chẳng hạn như là Core i9, i5, i7 thì nó cũng dựa trên cái kiến trúc là x86 thì nó xây dựng ra. Thì ngoài ra trên cấu trúc mà x86 này là cũng còn một cái công ty nữa, chính là công ty là gì? AMD. Ha, AMD nó vẫn sử dụng ha, vẫn sử dụng kiến trúc là x86 này ha, để nó là tạo nên những cái bộ CPU dành cho nó. Đó, và những cái cấu trúc này là thường sử dụng trên những cái laptop hay những cái ứng dụng mà đòi hỏi tốc độ cao. Đó. Còn về cấu trúc ARM của mình á, thì nó vẫn có nha, nó vẫn có dành nó, tại vì nó có rất là nhiều dòng dành cho những cái ứng dụng khác nhau đó. Và thằng ARM của mình chẳng hạn như mình có một con chip là Samsung Exynos 2100 nè, hoặc là những cái con chip là Snapdragon Qualcomm 888, hoặc là những cái con Apple M1 M2, cho nên là những con CPU đều sử dụng cái cấu trúc ARM của mình hết đó. Và hầu hết những cái công ty điện thoại như là LG nè, LG Samsung nè, thì nó sẽ không có cái bản quyền về con CPU của nó, mà nó chỉ có là gì, nó mua lại mua lại những cái thiết kế CPU của cái hãng ARM này thôi, được không? Cái hãng này là cái hãng không sản xuất, mọi người chú ý nha, công ty về ARM là công ty không sản xuất, được không? Nó chỉ là gì, nó chỉ là tạo nên những cái thiết kế dành cho con chip đó thôi. Chẳng như Samsung đi, nó muốn tạo lên một con chip đó đi, thì nó mua cái bản quyền bản quyền thiết kế của con ARM nó về, về của thiết kế ARM nó về phù hợp với nó, rồi nó tiến hành sản xuất ra cái cấu trúc đó, sản xuất cái con chip đó dành cho ứng dụng của nó ha. Chứ bản thân là công ty ARM của nó thì là công ty của Anh mà, nó sẽ không có sản xuất ra cái con chip đó, nó chỉ thiết kế mà thôi. Mọi người chú ý nha. Như vậy thì cấu trúc ARM và cấu trúc x86 là những cái cấu trúc mà sử dụng rất là phổ biến trong những cái ứng dụng về máy tính về máy tính, về điện thoại, máy tính bảng rồi đó ngày nay. Và cấu trúc ARM của mình nó có một đặc điểm là gì? Nó rất là tiết kiệm điện. Mọi người nhớ cho tôi nha, thằng ARM rất là tiết kiệm điện. Tại vì sau này mọi người học những bài sau nói về kỹ hơn về con vi điều khiển của mình á, tại vì con ARM của mình nó có những cái chế độ như là chế độ ngủ nè, những chế độ là standby mode nè, sleep mode nè, những chế độ mình nó ngắt xung lắp hoặc là ngắt toàn bộ xung lắp, ngắt nguồn khi không hoạt động gì đó. Đó thì những cái chế độ này nó giúp cho cái vi điều khiển của mình tiết kiệm rất là nhiều năng lượng. Và cấu trúc ARM của mình nó cho mình là một cái tốc độ xử lý rất là cao. Tại vì kiến trúc ARM mình là sử dụng là phổ biến nhất ngày nay, là kiến trúc mà sử dụng phổ biến nhất luôn. Ngày nay nó tiết kiệm năng lượng cũng như là cái hiệu suất nó cao, và nó dễ dàng phát triển đối với hệ thống nhúng, tại vì nó có rất là nhiều họ. Nhìn chẳng hạn như hệ thống nhúng thì nó có những cái loại khác nhau, thì nó ứng dụng với nhiều cái họ khác nhau. Chẳng hạn như chúng ta có một cái ứng dụng đòi hỏi tốc độ cao nè, hoặc đòi hỏi tiết kiệm năng lượng, chẳng hạn chúng ta làm những cái mô hình nhúng nhỏ nhỏ đó. Chẳng hạn như mình thiết kế một cái đèn pin đi, một cái đèn pin gì đó sử dụng cái hệ thống nhúng đi, thì chúng ta sử dụng những cái con em nào mà có tiết kiệm điện á, thì càng tiết kiệm điện thì càng tốt đó. Và nó có rất là nhiều phiên bản khác nhau để chúng ta lựa chọn ha, tùy vào cái ứng dụng mình mong muốn là như thế nào thì mình sẽ lựa chọn một cái con em khác nhau để mình thực thi được cái ứng dụng đó. Rồi, như vậy đó là lý do mà tôi sẽ sử dụng cái mà cái dòng mà ARM Cortex M này để mình sử dụng để mình làm cái bài học của mình. Ok ha. Rồi, thì ở đây là một cái hình để chúng ta có thể đối chiếu được cái cấu trúc ha, cái kiến trúc của BIC và ARM. Thì giữa như là bên tay trái của mình nè, đây là kiến trúc của con BIC của mình. Và bên tay phải của mình là kiến trúc của con ARM. Thì cả hai con đều có một con vi xử lý trung tâm nằm bên trong, hay như con này là CPU nè đó, thì bên đây sẽ là cái con là ARM processor đó. Rồi chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ha, chúng ta hay đọc tài liệu thêm, đọc data sheet thêm để chúng ta biết được những sự khác biệt giữa hai con này là gì. Và bit thì thường sử dụng trong những cái ứng dụng nhúng mini thôi mọi người, hay những ứng dụng nhúng nhỏ thôi đó. Còn những cái ứng dụng mà đòi hỏi thời gian thực tốc độ cao như máy tính các kiểu thì bit sẽ không có nha đó, nó chỉ có những cái dòng cao cấp như là ARM này mới có được thôi. Đấy, như vậy cái phần này mọi người đọc thêm ha, nếu mình muốn tìm hiểu thêm về kiến trúc sự khác nhau giữa hai vi điều khiển này như thế nào. Đấy.
Rồi, đây là cái sự phát triển của cái dòng là AM contact M, thì đi từ những cái kiến trúc đơn giản nhất là kiến trúc V4 nè, sẽ lên đường là V5 nè, rồi V6, và tính tới ngày nay chúng ta có kiến trúc là V7 và nó tiến hành rẽ làm ba hướng. Mọi người thấy không? Nó rẽ làm ba hướng. Tại vì đối với kiến trúc V7 này thì lúc này cái lõi của nó sẽ chia ra. Chẳng như mình có là cortex A, cái lõi A ha, hoặc là cái lõi gì R, hoặc là cái lõi là lõi M. Thì đối với cái chữ A của mình là viết tắt cho cái từ là application, tức là dành cho những cái ứng dụng, chẳng hạn như là điện thoại, máy tính, laptop, máy tính bảng rồi đó, TV. Thì lúc này mình sẽ sử dụng những con chip A mà thuộc cái họ A này. Nó dành cho những cái ứng dụng mà đòi hỏi tốc độ cao hay cái tính toán nó nhiều. Đó. Còn đối với cái họ mà V7 mà R, R tức là real time là dành cho những cái ứng dụng mà thời gian thực. Những ứng dụng này là những ứng dụng thời gian thực mọi người, là những cái ứng dụng mà đòi hỏi khả năng xử lý nè, và cái đáp ứng dữ liệu của mình là gần như là tức khắc luôn, nó không có thời gian trễ hoặc là trễ là không đáng kể, hay nó có khả năng là phản hồi ngay lập tức và xử lý dữ liệu trong cái thời gian rất là ngắn luôn. Thì đó là những cái ứng dụng về thời gian thực. Tôi ví dụ cái hệ thống về điều khiển và tự động hóa nè, hệ thống lái xe tự động, nhà thông minh nè, thì đòi hỏi bắt buộc chúng ta phải là xử lý trên thời gian thực. Nó chẳng hạn như là vừa có cháy là báo liền, chứ không phải là vừa có cháy mà đợi khoảng delay hết bao nhiêu thời gian sau rồi bị lỗi gì là không báo đó. Hoặc là trong những cái trò chơi trực tuyến đi ha, thì việc đồng bộ giữa người chơi và cái việc mà xử lý những cái sự kiện đồ họa của mình á, thì nó phải thực hiện một cách làm gì ngay lập tức để tạo ra những cái trải nghiệm game của mình sao nó mượt mà nhất. Ví dụ mọi người chơi trong những cái trung tâm thương mại rồi nè đó, những cái trò chơi khi mà nhấn nút hoặc là chúng ta bắn súng đi đó, thì khi chúng ta tạo nên những cú bắn á, thì nó phải lập tức ngay làm thời trên màn hình cũng phải hiện lên, chứ không phải là chúng ta bắn một lúc sau nó mới hiện lên thì nó không còn là thời gian thực nữa, nó sẽ giảm đi cái trải nghiệm của người dùng. Hoặc là những ứng dụng về giao thông vận tải nè, hoặc là quen thuộc nhất chính là cái ứng dụng trò chuyện trực tuyến, ví dụ mọi người call, video call, Zalo, Facebook đó, thì những gì mọi người làm bên đây thì bên kia gần như là gì tức thời, chứ hầu như là không có độ trễ, hoặc nếu có thì là độ trễ rất là thấp, hầu như không đáng kể luôn đó. Thì những cái con vi điều khiển mà nó ứng dụng cái real time này đấy đó, thì là những cái con mà họ R này, nó thực hiện những chức năng thời gian thực rất là tốt. Rồi và cái dòng cuối cùng của mình chính là cái họ M, nó viết tắt cho Microcontroller đó, chính là MCU đó, là những cái họ mà dùng để thiết kế những cái bộ phận là hệ thống nhúng nhỏ nhỏ của mình sử dụng đó. Trong những cái hệ thống nhúng trong công nghiệp này, hệ thống nhúng mà mình thiết kế hàng ngày này nè, thì mình đều sử dụng những cái chip mà có lõi là M, tại vì nó phù hợp với cái hệ thống nhúng của mình. Như vậy mình sử dụng những cái chip họ A rồi đó, mình sử dụng được không? Vẫn được, vẫn được, chứ không phải là không được nha, nhưng mà nó sao, nó lãng phí, nó không có phù hợp đã, nó rất là lãng phí, không phù hợp. Vì đó mình sẽ, người ta đã thiết kế thêm những cái họ là họ M cho mình, để tùy hợp, để tùy chúng ta có thể lựa chọn trong những cái ứng dụng cụ thể của chúng ta được ha. Như vậy đó là cái họ mà mình sẽ nghiên cứu trong cái bài học của mình luôn, chính là họ Cortex M. Rồi chẳng hạn như một cái hình bên đây đi, thì chúng ta thấy là một cái bảng ha, để mình nói về những cái họ M nè, không có M0, M1, M0 cộng, M3, M4 đó. Thì cái trục tung của mình chính là kích thước con vi điều khiển nè, còn cái trục mà trục hoành của mình chính là cái trục giá thành đó. Như vậy giá thành càng cao thì sao, giá thành càng cao nè, thì lúc này kích thước nó càng bự nè, đồng thời hiệu suất nó càng tăng nè. Và cái cortex M3 của mình lựa chọn chính là mình sẽ lựa chọn cái cortex này để mình học, thì nó là một con nằm ngay giữa giữa tầm trung thôi, hay nó không quá cao cũng không quá thấp, một con tầm trung. Thì mình chỉ đại diện dùng cái con M3 này để mình lập trình thôi, nhưng mà mình hoàn toàn lập trình được cho tất cả những con còn lại. Tại vì cùng chung một họ mình biết một con thì mình sẽ biết được hết những cái con khác. Mọi người chú ý ha, vì đó mình chỉ cần biết một cái thôi là mình làm được những con khác thôi. Đấy. Rồi. Bên đây thì cái hình nó hiện diện cho mình thêm nè, họ A là những cái họ mà application nè, máy trạm nè, thấy không? Đó, máy tính bảng nè, laptop, điện thoại di động. Còn thời gian thực có những cái ổ đĩa cứng nè, camera kỹ thuật số nè. Đó, những điện thoại có những chức năng gọi điện các kiểu đó, nó cũng cần thời gian thực. Còn đối với hệ thống nhúng thì mình có những cái ứng dụng như máy giặt nè, tủ lạnh, lò nướng nè, điều khiển động cơ nè, những cái thiết bị ampli nè, đó, audio các kiểu. Những hệ thống nhúng sử dụng bình thường của mình á, thì mình sử dụng cái lõi là Cortex M. Rồi, như vậy sau khi mình đã nói về phần cứng á, thì bây giờ mình sẽ qua cái phần mềm. Thì mình sử dụng cái phần mềm của mình á, ở đây tôi đưa ra cho mọi người ba phần mềm. À, trong đó là một cái phần mềm rất là quen thuộc là phần mềm Rotus, tức là mình mô phỏng cái mạch của mình đó. Ngoài ra mình có thể mua thêm phần cứng ha, để mình làm cho trực quan hơn. Thì cái phần mềm thứ nhất chính là cái phần mềm là STM32Q, QMS hoặc là QIDE. Vì thông thường thì mình có thể sử dụng IDE luôn, tức là tích hợp hai trong một,
nhưng mà nên sử dụng riêng ra đi ha, sử dụng riêng ra đi, tại vì QIDE thì nhầm khi nó sẽ không nạp code được đó. Thì cái phần mềm nó có chức năng là gì, mọi người nhớ nha, khi tôi có một con vi điều khiển như thế này, mình để sử dụng các chức năng của nó, chẳng hạn như là cái chân nào đó là chân ra, chân nào đó là chân vào, cấu hình xung lốc là xung nội hay xung ngoại, mình sử dụng bọt nào, mình có sử dụng ADC, mình có sử dụng timer, mình có sử dụng ngắt ngoài ngắt trong hay không đó, hoặc là sử dụng những ngoại vi bên trong, những chuẩn truyền thông hay không. Thì thông thường khi mình lập trình bên con biết thì có phải mình phải tự động mình setup không? Ngày cái dùng như mình muốn dùng timer thì phải là setup timer 1, T1 external, low 2 hoặc là T1 internal. Đấy, thì nói chung là đòi hỏi chúng ta phải làm bằng tay hết, chúng ta phải nhớ những cái câu lệnh của nó hết để chúng ta setup. Đó, và nó mất là rất là thời gian. Tại nhiều khi chúng ta quên á, chúng ta quên mình có sử dụng chức năng đó, mình đi quên cấu hình nè, hoặc là chúng ta sử dụng chân đó vào thì mình cấu hình lộn hình ra. Đó, và để tránh những cái trường hợp đó gây mất thời gian á, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm là HTML QMS này để nó hỗ trợ cho mình chỉ bằng những cú click thôi mọi người. Chẳng hạn nha, mọi người nhìn trên hình nha, tôi có cái chân là chân BC13 này nè. Nếu tôi muốn nó là chân ra, tôi chỉ cần click vào nó, tôi chọn chức năng là output thì nó sẽ là cái chân ra. Đó, thì ngoài ra khi mọi người vào giao diện của nó, mình người sẽ thấy rõ hơn. À, chẳng hạn như mình muốn sử dụng timer thì mình chọn timer, bộ chia máy mình cứ chọn 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 thôi, thì lập tức nó tạo ra tất cả những file cấu hình cho mọi người luôn, mình không phải cần cấu hình lại từ đầu, nó rất là mất thời gian. À, như vậy đó là cái phần mềm QMS nó sẽ giúp cho mình. Tiếp theo là sau khi mình đã cấu hình rồi đó, thì mình tiến hành mở file lên, thì mình tiến hành lập trình thông qua các phần mềm là KLC này. Thì cách lập trình của mình nó tương tự với lập trình C thôi mọi người. À, nó cũng có những cái thư viện là include main.h các kiểu. Rồi những cái file cấu hình sau khi mình cấu hình nó cũng được đưa vào luôn. Nhiệm vụ của mình là viết viết lệnh vào trong cái dòng lặp là gì? While true nè. À, hoặc là những câu lệnh làm một lần ở trước while true. Đó thì những câu lệnh mình có lập trình ra như những cái lập trình bình thường của mình thôi. Hàm con nó cũng tương tự như hàng bit thôi, nó không có quá là khác biệt đâu. Nó chỉ khác biệt mỗi cái là cái thư viện của nó ha, thì mọi người sẽ hơi khó hiểu một tí tại vì nó có những cái file .h, những file .c khác nhau. Nhưng mà từ từ mình học thì mình sẽ hiểu hết. À, như vậy đó là hai phần mềm ha, một cái phần mềm cấu hình và một phần mềm giúp chúng ta là lập trình. Còn phần mềm Rotus quá quen thuộc rồi. Tại vì cái bài học của mình sẽ có hai phần nha, phần thứ nhất là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần thực hành. Thì phần lý thuyết thì mọi người sẽ tự vẽ lại bo. Hay mình sẽ vẽ lại những cái bài, những yêu cầu người ta yêu cầu mình là kết nối led đơn chân nào đó, nó rất là linh hoạt, hoặc là kết nối LCD led quét như thế nào thì mọi người phải tự vẽ lại tất cả. Ha, để giúp mình quen thuộc. Để khi mình thực hành làm đồ án hay các kiểu gì đấy thì mình muốn sử dụng cái nào thì quyền của mình, chân nào mình linh hoạt mình sử dụng thôi đó. Rồi phần thứ hai là mình đi vào thực hành, tức là tôi đã kết nối sẵn một cái board như này nè, giúp cho mọi người điều khiển với số lượng ngoại vi rất là lớn nha, mình thích sử dụng ngoại vi nào cũng được đó. Tôi dùng một cái con này, tôi sử dụng những cái phương pháp kết nối song song trực tiếp mở rộng board trong đây hết, và tôi đã viết sẵn thư viện dành cho tất cả các module trong đây luôn ha. Giờ khi mọi người sử dụng thì tôi sẽ nói anh những cái bài sau để cách mình sử dụng mà vừa lý thuyết vừa thực hành như thế nào. Đó thì mình sẽ mô phỏng trong Rotus này. Rồi, và mình đi cụ thể và chi tiết hơn về con vi điều khiển mà mình sử dụng, chính là cái con STM32F103C6. Thì đây là hình dạng của nó nè. Ha, đây là hình dạng của con này. Đó, và tuy nhiên á, khi mình mua trên thị trường á, thì hầu như nó sẽ đóng gói sẵn thành một cái board, giống như một cái board Arduino vậy mọi người, trên đó có thạch anh sẵn nè. Đó, có những con led báo nguồn, chân reset các kiểu sẽ giúp cho mình tiện lợi và sử dụng hơn. Còn khi nào mình muốn mua một con về để mình coi, hoặc là mình tự thiết kế một cái PCB dành cho mình á, thì mình nên mua con riêng như thế này để mình sử dụng. Và hình dạng của nó trên Rotate mọi người cứ gõ là STM32F103C6, nó sẽ tự động ra cái hình dáng như thế này. Và chính vì nó hơi dài, nó hơi xấu nên tôi thiết kế lại ha. Trong cái bo của mình á, thì tôi thiết kế là hình vuông cho nó dễ nhìn hơn. Đó, và đây là cái hình dáng ngoài đời của nó nha. Hầu hết là các chip của STM32 thì hình dáng nó sẽ là cái hình vuông. À, nó sẽ không có cái hình dài, nó sẽ là cái hình vuông như thế này. Rồi, khi mà chúng ta nghiên cứu về một con vi điều khiển nào đó, thì mình cũng phải coi về gì? Về data sheet của nó. Thì để tìm được data sheet của nó thì mọi người lên cái trang quen thuộc của mình là ondatasheet.pdf. Đã mình tìm để cái con vi điều khiển của mình cần sử dụng. Đã, ví dụ như mình có một cái data sheet như này. Đây ha, tôi tải về một cái data sheet như thế này. Thì trong data sheet này nó sẽ nói về là những cái gì mà có tất tần tật liên quan tới con vi điều khiển mình sử dụng. Chẳng như datasheet này nói về cái họ STM32F103 thì hai số cuối hay là X6 nè, X8 nè, hoặc là XB nè. Đó. À, nói chung mình chỉ biết là cái họ nó là 103 thôi, có thể C6, T6 hay gì đấy. Rồi, thì cấu trúc của mình là gì? Nó là một cái vi điều khiển thuộc họ là gì? ARM và 32 bit. Nó có bộ nhớ flash nè, có chuẩn giao tiếp USB nè, có chuẩn giao tiếp về CAN nè.
À, có những cái timer là gì? 7 timer, 16 bit. Bình thường bit mình học mình chỉ có timer 1, timer 2, đúng không? Nhưng khi timer 0, timer 3 thì con này tới 7 timer. Ha, 7 timer. Đó, và một timer của nó tới là 16 bit. Ngoài ra nó có những cái timer 24 bit nữa. Đấy, rồi nó có tới hai bộ ADC nè, và chín cái bộ là gì? Bộ giao tiếp khác nhau. Ví dụ như là UART, I2C đi. Chẳng hạn như con bit thì chỉ có một kênh UART thôi. Đó, thì con này nó tới là hai bộ I2C, hai bộ UART khác nhau luôn. Chứ cho chúng phép chúng ta là giao tiếp với số lượng chân ha, số lượng rất là nhiều luôn, rất là nhiều chân khác nhau. Đấy. Và con vi điều khiển này của mình thì nó thuộc họ là Cortex 3, M3 ha, Cortex M3. Rồi. Tốc độ sung lốc tối đa của nó lên tới 72 MHz. Thì thông thường là mình sẽ cấp cho nó là 8 MHz ha, nếu mình sử dụng sung nội. Hoặc là sung ngoại cũng có 8 M luôn. Trên cái bo có sẵn mình mua trên thị trường là bo Bluebill á, chỉ sẽ là 8 MHz, và khi mọi người cấu hình ở vòng khóa pha cho nó là POL á, thì nó lên tới là 72 MHz luôn. Rồi ngoài ra mình có đọc thêm á, đây là những cái dạng đóng gói của nó nè mọi người. Đó, về chiếc dáng nè ha, những dạng dáng là những cái chân như thế nào, bao nhiêu chân đó, thì đây là những cái dạng đóng gói của nó khác nhau. Rồi, về bộ nhớ của nó nè ha, bộ nhớ flash, bộ nhớ SRAM. Và mọi người chú ý, nguồn cung cấp dành cho con vi điều khiển của mình nó không giống con bit nha. Nếu con bit là mọi người cấp 5V thì con này mọi người chỉ cấp từ 2V đến 3.6V thôi. Và thông thường mình cấp là 3.3V. Mình chú ý cho điểm này, con này sử dụng điện áp thấp, chính vì vậy nó tiết kiệm năng lượng nhiều hơn so với con bit của mình là 5V. Đó. Nếu mọi người cấp mà quá khoảng thời gian này nha thì con vi điều khiển mình có thể cháy. Còn mình cấp mà thấp quá thì con vi điều khiển nó sẽ không hoạt động. Rồi, nó sẽ có gì đây? À, nó sẽ có cái bộ dao động nè, từ 4 đến 16 mê nè, thấy không? Đó. Rồi nó có một cái bộ dao động nội là 8 mê nữa nè. Đó, rồi những cái bộ dao động mà 32 kg nữa nè. Đây một cái vòng khóa pha dành cho CPU. Nhờ cái vòng khóa pha này mà nó boost cái biên độ của mình lên ha, nó boost tần số của mình lên lên tới 72 MHz luôn. Đấy. Nó có chế độ là gì? Công suất thấp ha, tại vì nó có chế độ là chế độ sleep, chế độ stop hoặc là chế độ là standby. Thì ba chế độ này là những chế độ mà giúp cho con vi điều khiển mình tiết kiệm điện. Ví dụ như trong một cái ứng dụng nào đó đi, thay vì mình delay hoài, tại vì delay là nó vẫn đang gì, nó vẫn đang hoạt động. Thế thì thay vì vậy đó, thì mình sẽ sử dụng là những cái chức năng như là ngủ nè, stop nè, hoặc là standby, giúp cho cái việc mà xử lý của mình nó sẽ đỡ hơn ha, giúp cho cái việc mà xử lý của mình nó nhanh chóng hơn. Đấy, và cũng như nó tiết kiệm được cái năng lượng dành cho cái con vi điều khiển của mình hơn là mình sẽ phải là luôn bắt nó làm việc là 24 trên 24. Rồi, nó sẽ có là hai bộ ADC. Hai bộ ADC mỗi bộ là 12 bit. Nếu như con bit của mình nó chỉ có là 10 bit thôi thì con này lên tới là 12 bit. Thì cái bit số bit càng cao thì nó sẽ cho mọi người cái độ trung thực về cái ADC đọc về nó càng càng lớn. Vậy đó ha, và nó cho mình tới 16 kênh ADC, tức là mình sẽ có 16 chân analog. Nếu như Arduino nó chỉ dừng lại khoảng là 8 chân hay là 9 chân gì đấy thì con này cho mình 16 chân. Đó, với cái ngõ vào chuyển đổi của nó là trong khoảng là từ 0 đến 3.6V, mình chú ý chỗ này. Nha, bình thường mình hay cấp là 5V đúng không? Đó, nhưng phải coi là cái con vi điều khiển của mình là ngay cái chân đó nó có cho phép 5V hay không. Tại vì vi điều khiển này nó có một cái hay là gì? Mặc dù cái nguồn cung cấp mọi người cung cấp cho nó là 3.3V, nhưng mà sẽ có một số chân đặc biệt nó có thể chịu đựng điện áp lên tới là 5V. Chú ý nha, sẽ có một những cái chân đặc biệt nó cho phép mọi người là cung cấp điện áp 5V cho nó vẫn được. Rồi. DMA là những cái dạng mà bộ nhớ, nó bộ nhớ nè, những bài sau tôi sẽ nói cho mọi người thì nó sẽ kết hợp vào trong những cái timer nè, những cái ADC. Đó, những cái truyền thông như là SPI, I2C hoặc là USART thì nó cũng tích hợp sẵn cái DMA vào trong đây luôn. Rồi. Nó có 9 cái bộ giao tiếp nè. Thì mình có là gì? Hai bộ I2C, ba bộ URT, hai bộ SPI. Đó, một cái chuẩn giao tiếp CAN nè, và một cái chuẩn giao tiếp là USB 2.0. Thì mình thấy không? Cái bộ mà giao tiếp của nó rất là lớn, rất là nhiều, dưới đó chúng ta hay sử dụng ha, khá là nhiều chân có vi điều khiển phục vụ nhiều cái chuẩn truyền thông khác nhau. Timer của nó thì rất là nhiều timer, 7 timer. Đó, nó có 3 timer là 16 bit. Thấy không? 3 timer 16 bit nè. Rồi mình sẽ có 2 timer 16 bit là watchdog timer nè, rồi một stick timer là 24 bit mà điểm xuống. Thì thông thường mình sẽ sử dụng cái stick timer để mình tạo nên những cái hàm mà định thời nè, hoặc là mình làm những cái hàm về thời gian thực thì mình sẽ sử dụng cái timer stick này là nhiều. Đấy. Rồi, mình có những cái chân vào ra ha, ví dụ như mình có 80 chân là nói chung, ngoài ra mình có là 32 chân dành cho con của mình nè. Con mình đang học á sẽ là 32 chân. Đó, và điện áp chịu đựng của nó là 5V nè, ha, có thể chịu đựng là tối đa của nó là 5V.
Đấy, và nó đã được kết hợp với là 16 chân là ngắt ngoài. Được không? Là trong 32 cái chân IO đó đi thì nó sẽ có là 16 cái chân là nó kết hợp cho mình ngắt ngoài. Ngắt ngoài tức là cái ngắt mà khi mà chúng ta có một sự tác động vào trong một cái chân nào đó bất kỳ đó, giúp cho mức thấp hoặc mức cao á, ha, tức là một cái chân đó mà mình đưa mức cao vào hoặc là mình kéo nó xuống mức thấp thì nó sẽ phát sinh ra ngắt. Và ngắt làm gì thì mình sẽ làm trong cái chu trình con phục vụ ngắt, thì những cái bài đó tôi sẽ nói sau. Đó thì nói chung cái phần mà data sheet của nó rất là nhiều nha mọi người. Đó mọi người muốn tìm hiểu rõ kỹ phần nào á thì mình sẽ kéo tới cái phần đó mình đọc thì nó sẽ chi tiết hơn. Ok ha. Rồi, đây là cái hình dạng mà cái kit khi mình mua ngoài thực tế. Thực tế khi mình mua một cái bo mà có con STM32F103C6 á thì nó đóng gói thành một cái bo tên là cái bo Blue Bill ha, Blue Bill. Đấy, và cái bo này của mình á thì lúc nào mình thấy trên bo sẽ có một con thạch anh là 8 MHz. Thì thạch anh này nó cấp xung dao động bên ngoài dành cho con vi điều khiển của mình làm ở trung tâm. Trên bo này có một cái nút là nút reset, hãy giúp cho reset con vi điều khiển của mình. Đó là việc cấp nguồn, chúng ta có thể cấp nguồn ngoài ha, hoặc chúng ta cấp nguồn thông qua cái cổng là micro USB này. Đó chúng ta cấp nguồn dành cho cái con vi điều khiển mình nó hoạt động. Và đằng sau cái bo này nè, có một con IC ổn áp rồi ha. Đó, vô đó mọi người cấp trực tiếp 5V vào đây. Để tại vì cái cổng này 5V đi thì nó sẽ có một con IC ổn áp nó đưa về 3,3V cho mình. Rồi bốn chân này là bốn chân dành để cho mình khi mình nạp chương trình ha. Khi mình nạp chương trình thì mình nạp thông qua là bốn cái chân này. Thì còn lại những cái chân bên ngoài của mình chính là những cái chân mình giao tiếp, có thể là GPIO hoặc là những cái chân ADC các kiểu đó. Thì trong cái sơ đồ chân người ta đã in ra sẵn nè, hay mình có những cái chân analog nè, thấy không, analog nè đó, những cái chân analog nó trải dài cho mình những cái chân như thế này. Rồi những cái chân nào mà màu đỏ chỗ này có nghĩa là 3,3V, tức là những cái chân đó mình không được phép cung cấp cho nó vượt quá 3,3V. Nếu những chân đó mọi người đưa quá 3,3V nó sẽ cháy con vi điều khiển của mình, hoặc là cháy cái chân đó mất, là những cái chân nó không còn hoạt động nữa. Đó, còn những cái chân nào mà nó có in cái màu xanh lá cây là 5V này nè, 5 tolerance này nè, có nghĩa là ngoài việc 3,3V ra, mọi người cấp cho nó 5V nó vẫn hoạt động được bình thường mà không bị lỗi, mà không bị cháy. Là những cái chân như là B10 nè, B11 nè, B9, B8 kéo dài này, thấy không? B12. Thì những chân này mình có thể giao tiếp như những con vi điều khiển thông thường vẫn được. Đó, rồi những cái chân dành cho ORT nè, những cái chân HPI nè, những cái chân BBKM nè. Đấy, những cái chân I2C nữa nè. Thì những cái chân này mọi người muốn sử dụng như thế nào thì mình kết nối nó tương ứng thôi là được. Đây là một con led để báo nguồn ha, khi mình cấp nguồn cho cái bo này có nguồn đó, thì nó sẽ báo thông qua con led này. Rồi một con led này là con led mà tích hợp sẵn trên bo, là con led ở chân là BC13 ha, có bọt C13 này thì nó sẽ có một con led kết nối sẵn đó, để chúng ta muốn sử dụng một cái ứng dụng nào đó chẳng hạn như Arduino đi, nó cũng có một con led sẵn ở trên đây thì con này nó cũng vậy được ha. Còn đây là cái chốt để mình thực hiện cái chức năng là bootloader, tức là khi mình nạp code cho con vi điều khiển nha, ngoài việc mình nạp dùng mạch nạp á, thì mình có thể dùng bootloader. Tuy nhiên cái phần đó nó khá là phức tạp, như đó thông thường là mình sẽ sử dụng một cái mạch nạp bên ngoài, mình mua một cái mạch nạp như thế này ha, một cái mạch nạp nó tên là Sterling V2 hoặc là những cái phiên bản nào đó mọi người mua. Đó nó sẽ có bốn cọng dây để mình kết nối vào trong đây, và sau đó mình nạp cho vi điều khiển của mình. Thì bản chất cái mạch nạp Sterling này ha, nó cũng chính là một con STM32 luôn, nhưng mà STM32 con này nó thực hiện chức năng là nạp, còn con này thực hiện chức năng là chạy chương trình, thực thi chương trình. Ok ha, như vậy mạch nạp chẳng qua nó cũng là một con STM32 có thạch anh trên đây sẵn luôn. Đấy, thì đây chính là cái bo mà lưu bill của mình khi mình muốn mua về. À, mình mua cái này mình sử dụng nó sẽ ổn hơn ha, thay vì mình mua một con chip không thì mình phải tự thiết kế PCB dành cho nó. Mình mua bo này nó gắn sẵn thạch anh các kiểu rồi, nó rất là gọn nhẹ, mình có thể sử dụng như bo Arduino bình thường. Đấy. Rồi, đây là một cái schematic của cái board này ha. Nếu mình muốn nghiên cứu kỹ ấy, nó nói như thế nào, kết nối như thế nào để thành cái board như thế này á, thì mình coi một cái schematic bên đây. Thì cấu trúc của nó là cũng có một cái con gì, con STM32F103C6 của mình nằm ở giữa nè. Đó, nó gắn những con led bên ngoài này, thấy không? BC13 nè, rồi nó gắn những cái pin header lên nè. Đó, những cái mạch nguồn, mạch om vào. Đó, thì nó cũng sẽ tạo thành một cái board như thế này thôi. Và con IC om hồi nãy tôi nói là con này nè mọi người. Tại vì khi mình cấp 5V vào đi ha, thông qua chân này đi, cấp 5V vào thì nó sẽ chuyển đổi cái điện áp đó thành lại là 3,3V, giúp cho vi điều khiển của mình nó vẫn hoạt động bình thường. Ngoài cái board trên á, thì những ứng dụng mà đòi hỏi tốc độ cao á, hoặc là những ứng dụng mà công nghiệp á, ha, hoặc là một khi mọi người có chi phí á, thì mình có thể mua một số board khác, chẳng hạn như là board Nucleo nè, hoặc board Discovery, là những cái bo mình sẽ phát triển ha, những phát triển nó ngoại vi nó cao hơn, hoặc là những cái ứng dụng nó nhiều hơn, số chân nó cao hơn, tốc độ xử lý nó nhiều hơn.
Đó thì những cái boy dành cho những ứng dụng cụ thể khác thì mình có thể mua thuộc những cái dòng như là F4. Đó, và tuy nhiên thì giá của nó sẽ rất là mắc nha mọi người. Nên nó mắc hơn nhiều so với cái giá Bluebird mà Bluebird của mình. Bây giờ đó tùy vào mình ứng dụng và tùy vào điều kiện khả năng mà mình có thể mua một cái bo nào đó mà phù hợp với mình hơn. Thì mình sẽ xét một ví dụ nhỏ về một cái bo mà Arduino Uno R3 về cái con chip cắm này đi, với một cái bo mà về cái con Bluebird của mình ứng với con STM32F103. Thì nếu mình nói cái giá của bo Arduino này thông thường sẽ là 100 mấy đúng không? Tôi ví dụ nhớ là không, là 145.000. Thì cái bo này nó chỉ dừng lại khoảng là 60.000 thôi. Đó, nếu như mọi người có khả năng nạp về bootloader, tức là mình sử dụng bootloader, mình vẫn sử dụng Arduino để mình nạp cho con STM32 á, thì mình không cần sử dụng mạch nạp luôn, mình vẫn nạp được cho con này. Thì lúc đó mọi người bỏ ra là 60.000. À, thì nói chung tôi chỉ nói về chung chung thôi, không phải là đúng 100% ha, sẽ có những nơi giá khác nhau một tí, chênh lệch. Đó. Còn khi mình mua thêm một cái mạch nạp Sterling nữa đi, mình mua nạp dạng thường thôi, chạy như 45.000 thôi. Đó, thì mọi người tổng lại giá của nó cũng vẫn rẻ hơn so nhiều so với con Arduino này. Và mình làm một bài so sánh nhỏ nè về cái so sánh giữa hai con nha, là con Arduino và con Bluebird. Thì đầu tiên mình nói về cái chuẩn giao tiếp à. Thì đối với Arduino chỉ có một cái kênh giao tiếp duy nhất, một cái URT duy nhất, thì thằng Bluebird của mình lên tới 3 kênh SPI đi ha, SPI đi, thằng Arduino chỉ có một kênh, thằng Bluebird tới 2 kênh. SPI thằng CAN đi, CAN thì Arduino không có nhưng mà STM có. I2C đi thì đối với Arduino là 1 kênh ha, còn đối với kênh của Bluebird lên tới là 2 kênh. Mọi người thấy không? Đó. Rồi bộ nhớ flash nè, Bluebird cũng cao hơn, bộ nhớ RAM nó cũng cao hơn, nhưng mà EEPROM á, thì cái bộ mà Bluebird mình không có nha. Khi đó mình muốn sử dụng mình phải gắn EEPROM bên ngoài để những ứng dụng mình cần lưu trữ về thời gian, chẳng như thời gian thực đi, mình muốn lưu trữ thời gian sau khi mình tắt cắt mở điện đi, mình phải gắn thêm một con EEPROM bên ngoài để mình giao tiếp nó thông qua là SPI các kiểu. Đó. Về tốc độ thằng này lên tới 72 m, thằng này chỉ dừng lại khoảng 16 m. Điện áp á, thì Arduino là 5 V, thằng này 3.3 V, tiết kiệm hơn rất nhiều. Rồi về USB, thằng này sử dụng là chuẩn AB USB ha, còn thằng Bluebird sử dụng là micro. Số chân kết nối nè, nếu như Arduino nó chỉ cho mình tầm 14 chân IO thôi thì con Bluebird này lên tới 37 chân. Mọi người thấy một con số lượng như thế nào mọi người? Rất là lớn. Đúng không? Nó lên tới 37 chân luôn, mọi người tha hồ mà sử dụng cái số chân mình mong muốn ha. Rồi 37 chân, tuy nhiên nó chỉ còn hạn chế khoảng 30 mấy thôi, 30, hoặc là nó trừ bớt những cái chân lạc vặt còn khoảng 20 mấy chân là cùng. Nó nói chung nó vẫn nhiều hơn so với là Arduino. BVKM á, thì thằng này có 6 chân à, còn riêng có Bluebird lên tới là 15 chân. Analog cũng vậy ha, Arduino chỉ có là 6 chân nhưng mà Bluebird lên tới 10 chân. Mình thấy là so với giá tiền đi thì Bluebird là rẻ hơn Arduino, và chất lượng nó là sao lại còn nhiều hơn so với Arduino nữa. Đấy, người chú ý ha. Tại vì Arduino thì được hỗ trợ khá là nhiều, như đó mình làm cái gì nó cũng dễ. Còn STM32 đòi hỏi chúng ta phải tự mày mò hơn một tí, nha, chúng ta cực hơn một tí thôi. Đó, nhưng mà đòi hỏi thì giá tiền chúng ta sẽ rẻ hơn. Rồi, ok. Bây giờ mình làm thử một cái bài tập nho nhỏ ha, để mình làm quen với cái phần mềm mà QMS và QC. Thì cách mà để tải tôi đã hướng dẫn mọi người rồi nha. Đó mình chỉ cần làm theo thôi. Ví dụ người ta yêu cầu mà viết một cái chương trình để điều khiển một con led kết nối ở chân B0 của STM F103C6. Trạng thái của led là được thay đổi mỗi 1 giây ha, giữa on và off. Như vậy đầu tiên mình làm như thế nào? Thì buổi đầu tiên thì mình chưa đi sâu vào lập trình nha, mình chỉ làm quen thôi, do đó tôi sẽ làm thử cho mọi người xem bài này. Đầu tiên mọi người khởi động phần mềm QMS lên. Rồi, mình tạo một cái project mới thì mình vào home nè. Rồi mình cứ chọn là Access to MCU Selector, click vào. Lúc đầu thì mọi người sẽ đợi nó tải về những cái tài nguyên cần thiết ha. Mỗi lần mình tạo một project nó tải về một cái tài nguyên cần thiết cho mình. Thì nó hơi lâu ha. Và cái folder tôi gửi cho mọi người là cái folder mà liên quan tới STM32 nè. Đây. Đó, thì trong đây có folder là STM32 bài tập. Thì trong đây sẽ có một cái phần lý thuyết để mình tự làm những cái mạch riêng cho mình cho các phần thực hành. Đấy, thì mọi người sẽ lưu cái folder STM32 này, bài tập này, hoặc là mọi người lưu cả cái folder này nè, vào trong cái nơi nào đó ở DC đi.
ổ đĩa nào cũng được ha, mình cố định một ổ đĩa, và thông thường mình nên để ổ C để cho nó ổn định nhất đó. Rồi những bài tập của mình á, thì mỗi lần làm mà những bài liên quan tới lý thuyết á, thì mọi người sẽ mở hoặc khiêm này trước ha. Rồi mọi người làm như tôi, đầu tiên ngay cái chỗ mà part number, mọi người chọn cho tôi cái dòng vi điều khiển của mình thì mình gọi là STM 32 F103 ha, C6 đây, thì nó sẽ ra cho mình cái dòng họ của F103 C6, thì mình chọn cái dạng đầu tiên thôi nhé, đó LQF thôi, nói chung là những cái dạng đóng gói khác nhau. Mình bấm vào cho tôi cái start project, đây sẽ ra cho hình một người con vi điều khiển như thế này đấy. Và trong đây nó có những cái nội dung gì chẳng hạn như là system core, thì trong đây nó có những cái chuyên như GPIO nè, nói chung những cái phần này mình sẽ tìm hiểu sau, DMA nè. Rồi những cái analog, nếu mình có muốn sử dụng chức năng ADC á, thì mình vào cái hàng analog này. Thì con này nó có hai cái kênh analog, chính là ADC1 và ADC2. Còn nếu mình muốn sử dụng timer định thời, đếm xuyên ngoại, BVKM thì mình vào timer. Đó, trong đây có những ứng dụng như là thời gian thực nè. Hay tại vì con này tích hợp sẵn IC thời gian thực bên trong đó luôn. Rồi nó có timer 1, timer 2, timer 3. Rồi, mình muốn sử dụng những cái chuẩn truyền thông á, thì mình vào là connectivity chỗ này. Thì nó cho mình là I2C, SPI nè. Đó, USART hoặc là CAN đấy. Rồi bình thường mình không sử dụng tới nó thì mình sẽ đóng lại thôi. Rồi bây giờ nha, đây là cái hình dáng của cái con vi điều khiển của mình. Mọi người muốn sử dụng một chân nào, cái chức năng gì thì mọi người lít chuột trái vào trong đó. Chẳng hạn như bây giờ để yêu cầu là gì, chớp tắt led tại chân B0, như vậy tôi tìm thấy chân B0 của con vi điều khiển mình là chân nào đây, chân này, tôi lít chuột trái vào, nó cho tôi những cái option lựa chọn chẳng hạn như là ADC. Đây là gì, đây là những cái chức năng mà chân này có. Mà tôi đâu có muốn sử dụng timer đâu. Thấy không? Team 1 là timer 1, team 2 là timer, timer 2, team 3 là timer 3. ADC, tôi đang sử dụng cái chức năng điều khiển led, chính là chức năng GPIO. Mà để điều khiển led thì phải là output chứ không thể là input được. Và tôi click vào là GPIO output. Xong. Vậy thôi. Rồi, mình sẽ chuyển qua cái task là clock configuration. Thì đây là cái nguồn xung lắp cấp cho vi điều khiển nha. Những buổi sau tôi sẽ nói kỹ hơn về cái nguồn này. Thì mình có thể cung cấp vi điều khiển của mình nó có thể là xung nội hoặc là xung ngoại ha. Mọi người nhìn cho tôi cái chỗ này, đây là xung lắp hệ thống, còn đây là cái xung lắp, cái khối này là cái khối thời gian thực, tức là con IC thời gian thực, thì là tới bài đó tôi sẽ nói. Còn mình nói về xung lắp hệ thống, mình coi cái đường đầu tiên là HSE. I nghĩa là internal, đó là dao động nội, H là hai là có tần số cao, high speed internal là xung ngoại tần số, xung nội tần số cao. Như vậy mặc nhiên nó tôi không cấu hình gì hết trong xung lốc, nó sẽ là xung nội 8M. Được nha. Còn nếu như tôi muốn cấp xung ngoại á, thì một người mà sẽ chọn bên đây. Chàng mọi người chọn vào trong cái tab mà System Core nè. Mọi người chọn vào RCC. Thấy không? RCC. Đó thì mình sẽ chọn ấy. Đây nè. Hiện tại tôi disable, tức là tôi không sử dụng xung gì từ bên ngoài hết. Còn nếu mọi người muốn sử dụng xung ngoại, ví dụ tôi chọn là Scriptle là cái thạch anh, tôi click vào thì lập tức thạch anh được gắn vào trong đây. Đó, và thạch anh lúc này có thể là thạch anh 8M. Được không? Thạch anh 8M. Rồi bây giờ tôi không muốn sử dụng xung ngoại, tôi đóng lại thôi ha. Tôi đóng lại disable. Ở dưới đây cũng có một cái LSE, chính là thạch anh luôn. Mà thạch anh dành cho cái gì? Dành cho con thời gian thực. Tại vì con IC thời gian thực mà nó muốn chạy thì nó phải duy trì cái tần số cho nó là một giây chứ. Đó, mà cái thạch anh đó, thạch anh chỉ có là 72.000, 70, 32.000 chứ, 32.768 Hz thôi. Chứ nó chỉ là low speed. Còn thạch anh 8M của mình là high speed. Nếu mọi người có xài thời gian thực, mình chọn Scriptle chỗ này thì nó gắn cái con thạch anh dành cho con thời gian thực chỗ này. Còn mình không có xài, mình chưa xài tới, mình disable đi. Vậy thôi nha. Như vậy mình cứ để nguyên cho nó. Là mình sử dụng gì? Xung nội tần số cao. Còn nếu mọi người sử dụng xung ngoại thì chỗ này HSE nó sẽ sáng lên nè, nó sẽ kết nối chỗ này. Nha, chỗ này nó sẽ kết nối vào HSE sáng lên. Và nếu mọi người chọn một cái vòng khóa pha nữa nha, mà mọi người chọn vòng khóa pha đi thì lúc này 8M đó, đó nó sẽ được nhân lên cho 9, tạo thành là 72 MHz luôn. Mình hình dung được không? Là nếu mình có sử dụng xung ngoại nè, mình kết hợp với vòng khóa pha cái nữa thì nó nhân 9 lên, 9 nhân 8 mình được 72 MHz chỗ này luôn. Tốc độ rất là cao. Thì tuy nhiên nó phải lúc nào tốc độ cao cũng tốt đâu mọi người. Những cái ứng dụng như là LCD mà mọi người cho thời gian cao quá nó đâu đáp ứng kịp, nó sẽ chạy không đúng. Đó, như vậy lúc không phải lúc nào xung cao cũng là tốt nha. Đó, thông thường mình chọn khoảng 8M như vậy là đủ rồi, dư sức nó làm việc rồi. Nhưng chẳng coi quá không tốt. Rồi như vậy tôi để nguyên như vậy luôn, là tôi để xài xung nội 8M. Còn con thời gian thực tôi không quan tâm, tôi để đó. Tiếp tục mình vào Project Manager.
Thì đầu tiên mọi người đặt tên, mọi người chọn cái đường dẫn của mình nè ha. Project Location, Route. Mình đang làm ở trong cái folder là gì? STEM bài thực, bài tập. Đúng không? Bài tập. Rồi, thì mình sẽ kiếm tới cái chỗ nào của mình là cái file đã là file thực hành, đúng không? Không, mình đang học về lý thuyết thì mọi người sẽ lưu vào chỗ lý thuyết cho tôi. Ví dụ như tôi kiếm cái chỗ STEM 32 này để cho đồng nhất các mọi người. Đây, ha, có lý thuyết và thực hành nè, thì mọi người sẽ lưu vào cái chọn cái đường dẫn là lý thuyết. Mọi người open. Được chưa? Mà nãy có bài một ví dụ minh họa rồi, bây giờ tôi đặt là cái bài ví dụ đi. Đây, bài ví dụ. Được không? Mình đặt tên bài chỗ này. Rồi, tiếp theo mọi người chỉnh cái này lại tôi. Tool Chain ha, mình sẽ chọn về là MBKM. Chứ mình không chọn là EVKAM nha, mình chọn là MDKAM. Rồi, còn lại giữ nguyên. Nhớ nha, nhớ chỗ này phải có cái này mình mới sử dụng được KLC nhé. Sau đó mình vào cái phần là Code Generator. Thì mình chọn là copy ha, copy only the necessary library files, là copy những cái file thư viện cần thiết chứ không phải là copy tất cả những cái thư viện vào trong. Rồi, như vậy là mình đã kết thúc, mình tiến hành bấm vào nút generate code trên góc này. Thì mình đợi một xíu nó sẽ generate code ra cho mình ha. Sau đó mình sẽ hiện lên là open project. Nếu mọi người có tải là KLC tự động sẽ nhảy qua KLC cho mình. Đây chính là giao diện của KLC. Mọi người mở cái phần bài ví dụ này lên. Rồi, mở cái phần là application, mà cái phần user nè, cái người dùng của mình làm đó, mình mở nó lên. Thì cái file mình lập trình chính là cái file main.c. Những nội dung mình lập trình trong đây hết. Mọi người có thể mở chuột to lên ha, ra con chuột. Và những cái phần gì mà tự include cái đi là những phần chú thích nè, mình bỏ đi ha, mình để nó khó nhìn. Thấy không? Mình đừng xóa cái include nha, thư viện của mình sử dụng cho con này là main.h. Tại main.h nó chứa cái thư viện dành cho con F1 của mình luôn. Rồi những cái phần này mình xóa bỏ nè. Đừng xóa chương trình nha, xóa cái gì màu xanh chú thích thôi. Đây, tôi xóa những cái phần mà nó không liên quan ha. Tôi xóa luôn nè. Cho nó dễ nhìn thôi mọi người. Hay. Ok. Như vậy mình nhìn cấu trúc của chương trình nha. Đầu tiên là thư viện. Rồi đây là những cái chương trình con. Những chương trình con nếu mình viết ở bên trên á thì thôi, không sao. Còn ở đây người ta viết là gì? Người ta viết bên dưới. Chú ý nha, những cái chương trình con nào mà viết bên dưới voi men á thì phải làm gì? Phải đem lên trên. Lấy cái nhãn để lên trên thôi, cái này mình cứ cố định cho người ta mà không đụng gì hết. Vào trong chương trình chính là in men. Thì thông thường trong C là voi men đúng không? Thì đây là in men thôi. In với voi cũng gần như nhau thôi ha. Nếu mà mình có trả về giá trị gì á thì mình sẽ là return. Không có return thì thôi, nó cũng giống như là voi men. Rồi, bên trong là cái hàm hon init, tại vì nó hỗ trợ thư viện hon cho mình để giúp cho mình làm những câu câu lệnh xuất nhập. Rồi mình đã cấu hình sum loc, hồi nãy là mình sử dụng sum nội thì mình gọi cái hàm cấu hình sum loc lại nè. Mình cấu hình cái chân B0 là cái chân ra, mình cũng gọi cái hàm cấu hình nè. Những cái hàm cấu hình này ở đâu? Chính là những cái hàm này. Ví dụ có cái hàm là system loc config, tức là cái hàm để cấu hình sum. Thì như vậy hồi nãy tôi chọn là sum gì? Sum nội tần số cao là HSI. Như vậy mọi người thấy cái chỗ HSI chỗ này đã có rồi nè. Thấy không? Đó, thay vì mà mình phải viết tất cả cái hàm rồi, viết từng câu có trong cái hàm này vẫn được. Mình không sử dụng KMS vẫn được bình thường. Thì bắt buộc mình phải nhớ hết cái nội này. Nhưng mà lỡ có thay đổi gì xung nội xung ngoài mình biết chỉnh làm sao giờ. Đúng không? Nếu mình chịu khó mình học thì vẫn được đó, nhưng mà rất là mất thời gian. Rồi chẳng hạn như là đây là cái chương trình là GBIO nè. Init. Thì trong này người ta định nghĩa là cái gì? Tôi hồi nãy tôi vừa khai báo là tôi sử dụng chân B0 đúng không? Nó khai báo cho tôi là có gì? Có cái bọc B, có một cái chân tên là chân không. Hoặc chỗ này nè, nó khai báo là tôi có sử dụng chân không tại bọc nào, tại bọc B, thấy không? Nó tôi không sử dụng điện trở kéo lên kéo xuống gì hết, nó tự động cấu hình cho tôi được một cái chương trình như thế này luôn, rất là nhanh. Còn nếu mà tôi không sử dụng QMS nha, là tôi phải tự động tôi làm bằng tay hết tất cả những câu lệnh này, rất là mất thời gian và nhiều khi không chính xác nữa. Được ha? Nhưng mà đó là hai cái chương trình khi mọi người khởi tạo chắc ăn sẽ có là gì? Hornet để mình sử dụng thư viện, System config và GBIO init để mình cấu hình các bọt vào ra cho vi điều khiển. Rồi cái này mặc định nó có rồi. Đây là vòng lặp vô tận của mình nè, while true là while một đó mọi người. Ha, thì những câu lệnh mình viết trong đây. À như vậy đầu tiên mình nhớ này, một con led mà muốn chớp tắt ha, như vậy tôi xuất mức cao tôi delay, xuất mức thấp tôi delay. Mà trong thời gian mà nó như nhau á thì tôi hoàn toàn sử dụng một câu lệnh là gì? Toggle. Và mọi người chú ý khi lập trình thì mình để bàn phím tiếng Anh ha, để nó gợi ý cho mình, còn mình để tiếng Việt nó không gợi ý nha. Đó. Và mình để chữ in chữ thường gì cũng được, mình gõ đúng thì nó sẽ tự động quay về cái câu lệnh của nó thôi.
Như vậy tôi dùng một câu lệnh là tôi toggle. Thì buổi đầu mình chỉ làm quen thôi chứ tôi chưa nói kỹ về những câu lệnh này ha. Mọi người gọi là home. Thì mình thấy bắt đầu nó tiên đoán gạch dưới nè, GBIO. Mình là gì? Toggle. Đó, thấy không? Tôi vừa tích tôi tờ thôi nó hiện cho tôi là cái toggle. Chẳng như tôi gõ sai cái gì đó đi. Tôi gõ một cái chữ nào đó sai. Thì lúc này nó không còn gì, nó không còn tiên đoán cho tôi nữa. Như vậy nếu tôi vẫn muốn tiên đoán thì làm gì? Mọi người nhấn Control và dấu cắt thì nó sẽ tự động tiên đoán lại cho mọi người thôi. Mình hình dung được không? Nếu mình gõ sai nó không tiên đoán thì mình nhấn Control và dấu cắt thì nó sẽ là tiên đoán lại cho mình. Rồi, mình bị lỗi, tôi gõ lại nè. Hon nè, GBIO, Toggle đúng không? Nó vừa hiện tiên đoán lên thì mọi người Enter. Được không? Nó ra câu lệnh đó cho mình. Rồi tôi đang sử dụng là bọc A, bọc B chứ, như vậy là GBIOB. Đúng không? Enter nè. Tôi đang sử dụng chân máy, hồi nãy là chân không, nhưng mà GB IO gạch dưới pin máy, pin không. Đó, thì nó ra cái bảng nào muốn chọn cái nào mình nhấn mũi tên nè, đi xuống đi lên nè, thấy không? Đi lên, chọn nào đúng Enter và đóng ngoặc lại. Rồi tiếp theo tôi phải delay, như vậy tôi có hon đi delay. Đúng không? Hon delay. Nó hơi bị lag nha mọi người. Tại tôi hon delay. Rồi. Mọi người gõ thời gian, ví dụ tôi cho là 1 giây mình đưa 1.000 vô. Tại vì hon delay này nó delay giúp cho mọi người khoảng thời gian là theo đơn vị là mili giây. Ok ha. Hiện tại đang sai cú pháp nè. Tại vì những cái chữ cái phải in thường thôi nha. Thì máy tôi nó hơi lag. Được ha. Rồi, thì mình xem ở trên đây, nút đầu tiên chính là nút compile, giống như compile trong PC. Nút thứ hai là tiến hành cho mọi người build và cuối cùng là gì? Review. Đó, thì mình cứ bấm nút giữa thôi được không? Mình cứ build thôi ha. Thì mọi người sẽ thấy là cái quá trình build file nó sẽ nằm dưới đây. Tôi xem nên nó hơi bị lag thôi chứ mọi người chạy thì rất là nhanh, nó báo là không lỗi và không warning. Còn nếu nó có báo lỗi thì mọi người coi cái lỗi là dòng nào, nó sẽ hiển thị những trên đây để mình sửa. Thì thường là mình quên là cú pháp thôi nha, sai cú pháp thôi, chữ in chữ thường cho rõ nè. Đấy, sau khi mình compile rồi á thì mình kiểm tra vào cái phần project nè, em mình vào là option for target, rồi mình kiểm tra vào cái phần là output, mình coi cái chỗ mà create head file để lên tích chưa. Nếu chưa tích thì mọi người phải tích nha, còn tích rồi thì thôi mình ok. Đó. Sau đó mình vào Rotate. Thì đầu tiên mọi người lấy cái con vi điều khiển thì mọi người gõ cái thằng là STM32 nè. F103C6. Thì nó ra cho mọi người cái con dài dài như thế này. Thì nó vẫn là cái con của tôi thôi ha, nhưng mà tôi vẽ lại cho nó đẹp thành cái con này. Đó. Và một điều chú ý là con này muốn chạy phải cấp nguồn, phải cấp đất. Nó không như những cái con vi điều khiển khác mà người ta cấp sẵn nha. Mọi người lấy một cái đất, lấy một cái nguồn ra. Thì đất mọi người sẽ đặt tên cho tôi là gì? VSSE. Tại đây là cái quy định của con vi điều khiển. Còn nguồn thì mọi người đặt tên cho tôi là VDDA. Nhưng mà tôi hoàn tất việc cấp nguồn. Rồi, chân là chân B0, tôi qua trở và tôi qua đèn LED. Như vậy lúc này nạp chương trình thì mình sẽ bấm vào đây. Mình tìm tới cái folder mình đã lưu bài tập. Ví dụ như mọi người lưu C đúng không? Còn tôi lưu trong E nè. Đây, thư mục là lý thuyết của mình. Bài nãy mình vừa đặt tên là gì? Trong QMix mình đặt tên là bài ví dụ. Thì mọi người sẽ vào cái là MDKM. Nhớ nha. Rồi sau đó mình bấm lại cái bài ví dụ thì nó ra file head của mình chỗ này. Mình ok. Rồi mình chạy. Thì mình thấy con led nó sao? Sáng, tắt, sáng, tắt. Đúng một giây thời quen của mình. Ok, như vậy là mình hoàn tất chạy xong bài này. Được ha mọi người. Rồi, còn những bài sau mình sẽ sử dụng thư viện thì sử dụng như thế nào tôi sẽ nói sau ha. Chủ yếu bài này là mọi người về làm lại cái thư bài này. Chạy được cái bài này cho tôi là ok. Thì cũng như là mình kết thúc về cái buổi đầu tiên của mình ngày hôm nay ha, là về cái chương không, Introduction and Software. Cảm ơn mọi người.